sau đó nàng còn bồi thêm một câu muội chỉ có thể làm mấy chuyện trải đầu giặt quần áo cho hắn cho dù muội đồng ý lấy thân báo đáp hắn cũng cảm thấy chướng mắt loại phụ nữ xấu xí như muội nếu hắn cần phụ nữ nữ đệ tử bên trong ba phái có thể vì cho hắn lựa chọn cho nên mọi người cũng đừng nghĩ chuyện sẽ tiến thêm một bước nào một câu nói rõ tâm tư của hai người đàn ông khiến cho cả hai có chút xấu hổ thanh nhi ta không có ý gì khác thương triều tông ngượng ngùng nói nhưng nói được một nửa thì không biết nên tiếp tục nói như thế nào y thật lòng vui mừng nếu em gái của y có thể thành đôi với nghiêu hữu đạo dù sao em gái cũng đã đến tuổi này để nó tùy tiện gả cho một thương gia quyền thế y thật sự không muốn em gái mình chịu thiệt thòi em gái y là người rất có lòng tự trọng tuyệt không đồng ý lấy loại người như vậy nhưng nói đi thì cũng phải nói lại nếu không gả vào nhà thương gia quyền thế đàn ông nào chịu lấy em gái của y đây diện mạo của nó đủ để dọa người ta bỏ chạy mà Ngưu Hữu Đạo, bất luận xét từ phương diện nào, y cũng đều cảm thấy hắn hợp với em gái của mình. Nếu hai người có thể kết hợp, quả thật không còn gì có thể tốt hơn. Y hy vọng, qua thời gian nữa, Ngưu Hữu Đạo có thể nhìn ra được chỗ tốt của em gái y, hy vọng hai người có thể lâu ngày sinh tình, cho nên mới mắt nhắm mắt mở như vậy. Nhưng, ẩn sau lời giải thích, có thể nói y không có tư tâm, không muốn dùng quan hệ thông gia để trói chặt Ngưu Hữu Đạo sao? nhưng y dựa vào cái gì để hy vọng Nghiêu Hữu Đạo có thể cưới một người phụ nữ xấu xí. Thử hỏi y vì sao lúc trước y lại cưới Phượng Nhược Nam. Cho nên, có một số chuyện không cách nào giải thích được. Có trột giả cũng không giải thích được. Lam Nhược Đình tất nhiên cũng có che giấu tâm tư này, không nghĩ đến quận chúa lại biết rõ, càng không nghĩ đến quận chúa lại nói thẳng trước mặt như vậy. Quả thật ông xấu hổ vô cùng, thương triều tông ngại ngùng nói, thanh nhi, nếu không có việc gì, muội về phòng đi. Thương Thục thanh thở dài, muội quang minh lỗi lạc, không sợ người ta nhìn vào thế nào. Muội ở bên kia cũng dễ dàng giúp cho bên này câu thông, cũng cho thấy sự coi trọng của đại ca với hắn, cần chi phải vẽ vời thêm chuyện, để người khác hiểm lầm thái độ của huynh muội chúng ta có sự thay đổi. Thương Triều Tông im lặng không nói, Lam Nhược Đình sờ mũi, nói tránh đi quận chúa, gần đây vương phi hay nhắc đến người. Người nên đến đó thăm nàng ấy một chút, vương phi nói chuyện với người sẽ hợp hơn, có một số việc rất thực tế. Trước kia, cứ hở phượng nhược nam giờ tính trẻ con, thường hay bảo thương triều tông biến đi, hoặc ra tay đánh thương triều tông mặt mũi bầm dập, còn không chịu chung phòng với y. Thương triều tông cố gắng nhịn được bao nhiêu thì nhịn, bây giờ, tính tình đó của phượng nhược nam đã không còn tác dụng. Thương triều tông không còn sợ phượng ra, tất nhiên sẽ không cần nhìn sắc mặt của phượng nhược nam nữa. Bây giờ, phượng ra còn phải nhìn sắc mặt của y. Thương triều tông muốn phượng gia áp bách con gái chịu thua, nhưng với tính tình cứng rắn của phượng nhược nam làm sao mà chịu thua chứ thương thục thanh biết trong phòng của anh trai đã có thêm một mỹ nhân nữa để thị tẩm chính là muốn cho chị dâu đẹp mặt có một số việc nàng cũng không còn cách nào nàng cũng biết nếu không phải vì trưởng môn thiên ngọc môn bành lục tại chỉ sợ với tính tình của chị dâu anh trai đã sớm viết hưu thư bỏ vợ rồi chị dâu không chịu thua ông ngoại là bành lục tại cũng không biết nói cái gì cháu ngoại của ông ta có khi nào để đàn ông lên đầu đâu hở một tí là đánh cho chồng mình mặt mũi bầm dập, còn hờn dỗi không chịu ở chung phòng, chuyện gì có thể xảy ra chứ. Tình huống bây giờ, Thiên Ngọc Môn cũng không cho phép chị dâu ra tay độc ác với anh trai nữa. Không nói anh trai thống soái một phương, cần uy tín trước mặt thuộc hạ, vạn nhất đánh nhau rồi xảy ra bất chắc, gây ra chuyện lớn cho Thiên Ngọc Môn, chỉ sợ Bành Hữu Tại không cách nào ăn nói với nội bộ Thiên Ngọc Môn. Khi Bành Hữu Tại đến quận Thanh Sơn cũng đã nói chuyện với chị dâu nhưng chị dâu lại không nghe, nhà nào cũng có cái khó xử của nhà đó pháp lực bành hiệu tại cao thâm đến đâu ông ta cũng chẳng biết phải làm thế nào hai quận bây giờ cần anh trai cho nên có một số việc vì lợi ích của thiên ngọc môn bành hiệu tại cũng không thể không mắt nhắm mắt mở nàng cũng biết bành hiệu tại âm thầm cho người đến đưa tin cho anh trai anh trai có muốn chơi đùa mỹ nhân như thế nào cũng không sao nhưng trưởng tử đời kế tiếp của thương gia nhất định phải do phượng nhược nam sinh đây là giới hạn cuối cùng của bành hiệu tại có thiên ngọc môn làm chỗ dựa cho chị dâu nàng biết anh trai của mình không có cách nào hái hoa theo ý của mình nữa có một số việc nàng cũng không biết mình nên đồng tình với chị dâu hay là đồng tình với anh trai nhà nào cũng có cái lý của nhà đó rất khó nói được ai đúng ai sai thương thục thanh im lặng gật đầu quay người đi tìm phượng nhược nam thương triều tông và lam nhược đình nhìn nhau chúng ta có cần đi tìm lệnh hồ thu hay không nghe nói người này giao tiếp rộng rãi khi ta ở kinh thành cũng có nghe thấy tên thương triều tông hỏi lam nhược đình lắc đầu mặc dù lời đồn là như vậy nhưng ta không tin có người chạy loạn khắp thiên hạ chỉ vì muốn kết giao bằng hữu giao tiếp rộng thì tất có nhiều người người này quá phức tạp rồi thực lực của chúng ta không đủ có nhiều thứ ép không được không biết rõ nội tình mà mạo muội tiếp xúc chưa chắc là chuyện tốt đạo gia không phải người hồ đồ nên làm cái gì đạo gia đã có nắm chắc chúng ta không cần nhúng tay vào khi nào cần chúng ta gặp mặt đạo gia tất sẽ sắp xếp vương gia nên chừa chút đường lui cho mình chương 365, sở ta vương víu ngài sao. Một, thương triều tông khẽ gật đầu, trời mưa, trong làn mưa phùn của màn đêm, mọi vật đều im ắng. Lệnh hồ thu người đầy rượu quay về đình viện mà Nhiêu Hữu Đạo đã cho người an bài. Cửa mở, ba người bước vào căn phòng đã được thắp sáng. Lệnh hồ thu cao hứng ngồi xuống, tiếp nhận chén trà mà Hồng Phất đưa sang, nhấp một ngụm, hỏi hai cô gái, mùi vị đồ ăn và rượu ở đây như thế nào. Hồng tụ cười đáp đời này của tiểu tỳ chưa từng ăn qua đồ ngon như vậy có thể nói là ngon nhất thiên hạ thật sự tiểu tỳ không nghĩ đồ ăn ở đây lại ngon như thế tiểu tỳ thiếu chút nữa nuốt luôn lưới của mình lần này đúng là không uổng công ngay cả muội muội nàng quay sang nhìn hồng phất nhịn không được che miệng cười hồng phất lạnh lùng nói tiểu tỳ hôm nay ăn nhiều hơn một chút tướng ăn có chút bất nhã lệnh hồ thu khoát tay khó có dịp ăn được đồ ăn ngon như thế này ăn nhiều cũng là chuyện hợp tình hợp lý thôi mà hai lần này vừa đến ta có cảm giác mấy năm qua ta sống vô dụng rồi rượu ngon thức ăn ngon bao no ăn đến mức ta không muốn đi hóa ra thiên ngọc môn bán loại rượu có nguồn gốc ở chỗ này dựa theo số lượng bán ra trên thị trường hôm nay chỉ sợ ta đã uống hơn một vạn kim tệ tiền rượu rồi lại còn có một đám hòa thượng hầu hạ luận điệu có thể nói là yêu nhã chật chật lão đệ của ta đúng là biết hưởng thụ những gì chúng ta ăn trước kia đúng là trò cười Hồng tụ cười nói, không muốn đi cũng không được rồi. Tiên sinh không muốn đi, đạo gia sợ là sẽ gấp lên mất. Bây giờ Nghiêu Hữu đạo đã kết bái huynh đệ với gia nhà mình, hai người hạ nhân bọn họ cũng phải sửa lại miệng, gọi Nghiêu Hữu đạo là đạo gia. Lệnh Hồ Thu biết nàng ta nói là có ý gì, về sau đừng nhắc lại chuyện ngựa nữa nhé. Hồng tụ nói tiểu tì cũng không muốn quấy rầy nhã hứng của tiên sinh, nhưng đã kết bái, nếu hắn mở miệng, tiên sinh tiện từ chối sao. Đạo gia đã nói, không bắt tiên sinh gánh phiền phức mấy chuyện đó cứ giao cho hắn hắn nhìn chúng mạch quan hệ của tiên sinh tiên sinh có thể không đi cùng hắn một chuyến đến nước tề được à lệnh hồ thu hơi nheo mắt tiểu lão đệ của ta đúng là không đơn giản chuyện lần này ngược lại có giá trị không phất đang giúp y xoa bả vai lạnh lùng nói một câu lúc trước hắn để mắt đến hai chúng ta không chịu nhả có phải là đã nhìn ra được cái gì hay không lệnh hồ thu lắc đầu cũng không đến mức đó đâu cùng lắm là hắn nhìn thấy các ngươi không giống con gái bình thường hắn chỉ thăm dò mà thôi hắn biết ta không có khả năng đem người phụ nữ của mình cho hắn nên cố ý nói mò chủ yếu là chuyện kết bài phía sau thôi nếu ta cái nào cũng từ chối hết vậy thì không thể nào nói nổi rồi lão đệ của ta đúng là bất phàm không tụ bước sang ngồi một bên nói khẽ đông quách hạo nhiên có tham dự vào chuyện năm đó hay không còn chưa nhất định lệnh hồ thu nói theo điều tra hắn chính là người cuối cùng gặp đông quách hạo nhiên không phất nói dựa theo thực lực của thượng thanh tông cho dù dốc hết toàn lực cũng không có khả năng mang đồ đi trong tình huống đó. Lệnh Hồ thu thở dài, ta đương nhiên biết điều này, chỉ là đường mục của Thượng Thanh Tông và Đông Quách Hạo Nhiên đều qua đời trong cùng một năm, còn tổn thất rất nhiều đệ tử tinh anh. Bản thân của sự việc đã dấy lên sự hoài nghi, cũng không nghe nói năm đó Thượng Thanh Tông có ân oán gì với bên ngoài hay không. Chúng ta cũng đã điều tra bối cảnh của hắn, đồng thời cũng chú ý đến tình huống này. Chuyện năm đó thật sự quá kỳ lạ, rốt cuộc là món đồ đó đã đi đâu? Hai dù sao cũng là chuyện tiện làm kết bái với hắn cũng không chỉ chuyện này không thôi các người suy nghĩ nhiều rồi màn đêm càng lúc càng sâu quận thanh sơn hiện tại đang có mưa còn trên bầu trời thiên ngọc môn thì đầy sao lúc này bành hữu tại đang ngồi trong sơn đình nói chuyện với mấy vị trưởng lão chung quanh có mấy người đẹp đang nhẹ nhàng nhảy múa khung cảnh rất đẹp một đệ tử bước vào trong đình hai tay dâng lên mật báo tin tức của bạch sư huynh quận thanh sơn đến bành hữu tại nhìn qua khóe miệng co quắp thấy thần sắc của ông ta không được tự nhiên, Trần Đình Tú hỏi, bên quận Thanh Sơn đã xảy ra chuyện. Bành hữu tại lắc đầu, chuyện chiến mã, đoán chừng tên tiểu rùa đen giúp đầu nghiêu hữu đạo muốn đích thân nhúng tay vào. Trần Đình Tú cười ha hả, đây không phải là chuyện tốt sao? Năm ngoái không phải trưởng môn sư huynh còn nói tên nhóc này gian trá à? Còn muốn cho hắn đi thử một chút xem sao? Vậy thì ngươi xem đi. Bành hữu tại đưa tờ mật báo cho gã. Sau khi xem qua nội dung trong thư, Trần Đình Tú xem như bó tay. Như hiểu đạo đã kết bái huynh đệ với lệnh hồ thu. Y ngẩng đầu nhìn trưởng môn, xem như đã hiểu vì sao biểu hiện của trưởng môn lại có chút mất tự nhiên như vậy. Vì chuyện chiến mã, trước khi thiên ngọc môn ra tay đã biết mọi chuyện rất phiền phức. Bởi vậy, đệ tử được phái đến nước tề đều là những đệ tử có khả năng được lựa chọn cẩn thận, nhưng kết quả hoặc là chết, hoặc thất bại tan tác mà quay trở về. Có lẽ tu vi, kinh nghiệm và lịch duyệt của cao tầng thiên ngọc môn cao hơn các đệ tử tinh anh, nhưng cũng không đại diện cho khả năng làm việc của họ mạnh hơn các đệ tử tinh anh có một số vấn đề chỉ dựa vào vũ lực của thiên ngọc môn mà đến nước tề thì không cách nào giải quyết được chuyện mà đệ tử tinh anh không làm được cao tầng thiên ngọc môn cũng chưa chắc làm được cao tầng trong môn được phái đến nước tề cũng thất thủ đã hoàn toàn chứng minh được điều này nhưng sự việc cũng nên nghĩ biện pháp mà giải quyết tuy nhiên đối mặt với cục diện phức tạp phái người nào đi cũng là một vấn đề về sau trưởng môn nói một câu trong môn vẫn còn thiếu những người có năng lực như nghiêu hữu đạo đề nghị mọi người sau này thu nhận đệ tử cũng nên để ý đến phương diện này một chút mọi người hiểu ý của trưởng môn trải qua quá trình quan sát một số chuyện nghiêu hữu đạo hoàn toàn có được năng lực khống chế cục diện phức tạp trưởng môn muốn nghiêu hữu đạo đi một chuyến nhưng nghiêu hữu đạo lại không phải là đệ tử của thiên ngọc môn để hắn đi mặt mũi thiên ngọc môn sẽ để vào đâu chẳng khác nào thừa nhận họ vô năng không có cách nào để mở miệng tốt nhất nên giữ lại chút mặt mũi khi thảo luận, đủ loại ý kiến được đưa ra, có người phủ nhận, không thật sự coi trọng Ngưu Hữu Đạo. Lý do được đưa ra, nếu quả thật hắn có năng lực, tại sao lại bị Thượng Thanh Tông thanh lý khỏi môn hộ, như chó nhà có tang chạy ngoài đường. Quan điểm này có chút khuynh hướng rèm pha, có người còn đưa ra ý kiến, không biết có nên nhận Ngưu Hữu Đạo vào Thiên Ngọc môn hay không, sau đó có thể thuận lý thành trương cử Ngưu Hữu Đạo đi làm việc. Quan điểm này có khuynh hướng qua sông đoạn cầu, trong lúc đó, Ngưu Hữu Đạo lại có một yêu cầu, muốn thiên ngọc môn nhường lại một phần lợi nhuận khi bán rượu cho ba phái. Bọn họ biết nhiều hữu đạo có quan hệ rất mật thiết với ba phái, vì thế sau khi thương nghị đã thuận thế vung nổi, ai ngờ nhiều hữu đạo vẫn trốn tránh để thanh thu, căn bản không có ý định ngoi đầu lên. Cho đến bây giờ, sau khi xem xong mật báo, biết nhiều hữu đạo rốt cuộc đã không kiềm chế được, nhưng ai cũng không nghĩ đến lệnh hồ thu lại chủ động tìm nhiều hữu đạo, lại còn kết bái huynh đệ với nhau. Lúc trước, trưởng môn đã từng nhờ lệnh hồ thu giúp đỡ, lệnh hồ thu uyển chuyển từ chối không giúp. Lúc này, Nghiêu hữu Đạo đã kết bái với lệnh hồ thu, lệnh hồ thu cũng đã ra tay giúp đỡ, làm sao trưởng môn có thể chịu nổi. Trần Đình Tú đem mật tín đưa cho các vị trưởng lão khác truyền tay nhau xem. Sau khi xem xong, bọn họ đều im lặng, kéo thêm một ngày nữa ở quận Thanh Sơn, Nghiêu hữu Đạo cuối cùng đã mở miệng nhắc đến chuyện chiến mã lần nữa. Trường 366, Sở Ta Vương Víu Ngài Sao Hai, huynh đệ với nhau thì dễ nói chuyện hơn. Lệnh Hồ Thu sảng khoái đồng ý, đồng thời cũng ước định hành trình. Thấy lệnh Hồ Thu đồng ý một cách dễ dàng trên bàn rượu, Hồng Tụ và Hồng Phất âm thầm nhìn nhau. Có một số việc trong lòng hai người đều biết rõ, nhưng do nể mặt lệnh Hồ Thu nên không nói thẳng ra. Chuyện kết bái chẳng qua chỉ là vì chuyện của Đông Quách Hạo Nhiên, đồng thời một câu nhất định phải được của Ngưu Hữu Đạo khi nói với hai người bọn họ đã phát huy tác dụng, trong lời nói có ngụ ý không cho thì trở mặt. Người dám giết Yến Sử, lời nói của người đó tất nhiên là có phân lượng. Nhưng thái độ của Ngưu Hữu Đạo cũng không cứng rắn như vậy, vẫn cho tiên sinh bậc thang, chuyển sang thành việc kết bái huynh đệ, thế là tiên sinh đã vui vẻ đồng ý. Nhưng hai người cũng tin rằng, tiên sinh giao thiệp bốn phía, chỉ cần có người đưa ra lời đề nghị kết bái, tiên sinh cũng sẽ không từ chối, chỉ là trước kia không ai nói mà thôi. Thủ đoạn của vị đạo gia này vừa mềm dẻo lại cứng rắn, có khả năng bước tiên sinh phải khuất phục. Thấy vị đạo gia này ân cần chiêu đãi, chữ huynh trưởng cứ treo trên miệng, nở nụ cười dường như vô hại đúng là đủ nể mặt thế nhưng tình huống lúc đàm phán lại rõ mồn một trước mặt hai người người này nói chưa được vài câu đã trực tiếp đề cập đến chuyện chiến mã tiên sinh biểu hiện khó xử kết quả hắn thuận thế đồng ý mấy trăm con ngựa cũng được khiến cho tiên sinh không thể không đồng ý ai ngờ vừa đồng ý chuyện kia xong hắn lại nói đến chuyện tăng giá tăng giá bàn không xong hắn không đề cập đến chuyện đó nữa mà nhảy sang yêu cầu hai chị em họ thành người của hắn lệnh hồ thu không chịu hắn lại tăng giá để có hai nàng cho bằng được còn âm thầm uy hiếp không để ngươi cảm thấy khó chịu nhưng để ngươi biết được suy nghĩ của hắn mà lập tức chuyển sang chủ đề kết bái bây giờ chuyện kết bái đã làm xong còn được ăn ngon uống ngon chuyện gì giữa hai huynh đệ cũng để từ từ hiện tại chủ đề lại trở về chuyện chiến mã quay tới quay lui cũng trở về điểm xuất phát cuối cùng hắn đã đạt được mục đích hai nàng vẫn hoài nghi nếu chuyện kết bái không diễn ra không biết vị đạo gia này còn làm ra chuyện gì nữa hay không tại một hồ nước trong khe núi nơi này vốn được xem là cấm địa của viên cương viên cương không cho phép bất luận một ai tự tiên xông vào nghiêu hữu đạo đương nhiên là ngoại lệ hắn chậm rãi bước lên sườn núi nhìn tình huống trong khe núi chỉ thấy mặt hồ lấp loáng nhìn kỹ sẽ phát hiện mặt nước có thứ gì đó đang hoạt động từ trên cao nhìn xuống mơ hồ có thể phát hiện có một đám người đang di chuyển dưới nước khi đến gần bờ từng bóng người yên lặng không một tiếng động trồi lên mặt nước, chậm rãi bước lên bờ. Bỗng nhiên, trong bụi cỏ trên bờ có một đám người đang mai phục sông ra, một trận đấu kịch liệt được triển khai. Trong nước, địch ta đấu với nhau, trên bờ ta địch không chịu thua kém. Hai bên vật lộn với nhau, không ngừng có người ngã xuống rồi lại bò lên. Thời gian hơn một năm, nhờ sự cung cấp dinh dưỡng đầy đủ và huấn luyện cao độ, đám thiếu niên đó đã thay đổi rất nhiều. Bất luận là khí chất hay dáng người, tất cả đều đã trưởng thành. Ngưu Hữu Đạo quay sang nhìn, chỉ thấy Viên Cương chậm rãi từ dưới sườn núi đi tới. Ngưu Hữu Đạo quay đầu tiếp tục nhìn tình huống chiến đấu. Viên Cương đứng song song với hắn, hỏi, "Ngài muốn đi nước tề?" Ngưu Hữu Đạo gật đầu, "Ngày mai." Viên Cương gật đầu, "Để ta đi chuẩn bị một chút." Sau đó hắn ta xoay người rời đi. Ngưu Hữu Đạo gọi lại, "Ngươi không cần đi." Viên Cương quay người lại, ánh mắt sáng rực nhìn hắn, chờ giải thích. Ngưu Hữu Đạo nói, "Thế lực lần này không đơn bạc so với trước kia nữa." bên người phải có đầy đủ nhân thủ, vì thế ở đây phải cần người đủ tin cậy ở nhà, ta mới có thể tránh lo lắng được. Viên cương nói, đây không phải là lý do, ngài sợ ta làm ngài vướng víu. Như Hữu đạo nói, đúng, người cũng biết, ở đây bây giờ không giống như trước kia nữa. Chỗ mà người có thể phát huy không nhiều, cho ta một mục tiêu là được, ta sẽ không đồng hành với ngài. Viên cương nhìn đám người ven hồ, nói ta không thể cứ ngồi nhà tập luyện mãi, cần ra ngoài để lấy thêm kiến thức nếu không trải qua nguy hiểm thật sự sẽ không hiểu được ý nghĩa của việc huấn luyện nói xong hắn ta quay người bỏ đi như hữu đạo cau mày hắn đã yêu cầu giấu giếm chuyện này tại sao lại để cho tên này biết chứ trong xe ngựa lắc lư như hữu đạo và thương thục thanh ngồi đối diện nhau cùng trở về quận thanh sơn bầu không khí trong xe vô cùng im lặng một lát sau thương thục thanh hỏi một câu người muốn cáo từ anh của ta sao như hữu đạo đặt tay lên chuôi kiếm cười nói, ở nhà khó chịu quá, cũng nên ra ngoài hít thở không khí. Thương Thục Thanh im lặng, chiếc xe ngựa đi vào cửa sau quận thủ phủ, hai người lần lượt xuống xe, tiến vào trong phủ, Lam Nhược Đình có công vụ cần xử lý nên không có ở nhà. Trước giờ vẫn do Thương Triều Tông nghênh đón, Thương Triều Tông tất nhiên là nhiệt tình chào đón, còn Bạch Diêu thì đứng một góc nhìn ra xa. Mọi người ngồi xuống trong phòng khách, Thương Triều Tông tự mình châm trà, Nghiêu Hữu Đạo vội vàng đứng dậy, nói một tiếng không dám, hai bên lại ngồi xuống lần nữa thương triều tông hỏi đạo gia lần này ngươi đến đây rốt cuộc có gì dặn dò? như hữu đạo mỉm cười chuyện chiến mã ta định đến nước tề xem tình huống như thế nào bên kia sợ là không quá an toàn đạo gia có thể tỏa chấn chỉ huy ở đây không cần đến đó để mạo hiểm thương triều tông lo lắng nói một câu nhưng khi chạm vào ánh mắt của em gái không hiểu sao lại có chút trột dạ và xấu hổ như hữu đạo nói ta không hiểu rõ tình huống của người bên đó làm sao mà tỏa trấn chỉ huy. Ta vẫn nên đi một chuyến thì tốt hơn. Thương Triều Tông nói, ta đã liên hệ với Thiên Ngọc Môn, để Thiên Ngọc Môn phái thêm cao thủ hộ tống. Như Hữu đạo lắc đầu, không cần hộ tống đâu, ta tự có sắp xếp của mình. Nhưng ta muốn vương ra nói một câu với Thiên Ngọc Môn, vạn nhất có việc, nhờ người của Thiên Ngọc Môn ở bên kia phối hợp toàn lực với ta. Được, Thương Triều Tông gật đầu đồng ý, lại hỏi, khi nào thì ngươi xuất phát? Như Hữu đạo nói, ngày mai, trạng vạng tối, một đám thanh niên đứng thẳng một hàng, người thẳng như thương. Viên Cương bước ra từ một căn nhà gỗ ven hồ, Viên Phong, Như Lâm, Viên Hỏa, Như Sơn lần lượt dơ mấy giỏ đồ ra. Đứng đối diện đám thanh thiếu niên, Viên Cương trầm giọng nói tất cả đã ăn no chưa? Ăn no rồi, thanh âm đồng loạt vang lên. Viên cương nghiêng đầu nói ra đằng sau, phân phát đổ đi. Viên phong vâng một tiếng. Lúc này, đám thiếu niên thay phiên nhau tiến lên nhận đồ vật trong tay bốn người như bản đồ, tiền xu, dao găm và bao. Sau khi nhận đồ xong, đám thiếu niên trở về chỗ đứng của mình. Viên cương lớn tiếng nói, mỗi người 100 đồng, một con dao găm, một cái bao, trong bao có lương khô một ngày và quần áo để thay. Đây chính là tiếp tế trong vòng mấy tháng cho các ngươi. Trên đường ăn có no bụng hay không thì phải xem bản lĩnh của các ngươi, chết đói dáng chịu. Tất cả mọi người chia nhau hành động, 5 người một tổ nhỏ. Mỗi một tổ nhỏ sẽ có một tấm bản đồ, trên bản đồ đánh dấu sẵn mục đích. Về phần đi hay chạy hay như thế nào đó thì tùy các ngươi, tự các ngươi nghĩ biện pháp. Tóm lại phải trong thời gian quy định mà chạy đến địa điểm. Không chạy đến kịp, không ai chờ các ngươi đâu. Sau khi chuẩn bị xong thì về phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị tốt tinh thần. Qua giờ tí đêm nay, đúng giờ bí mật xuất phát đằng sau núi, có nghe rõ không? Nghe rõ, âm thanh lại đồng loạt vang lên, gương mặt Viên Cương không chút biểu hiện, lạnh lùng quay người rời đi. Bốn người Phong, Lâm, Hỏa Sơn tiến hành tổ chức tất cả mọi người, dặn dò những điểm cần chú ý. Như Viên Cương đã nói, qua giờ tí, một đám người trốn vào phía sau núi, không chút tiếng động biến mất nơi núi rừng. Chương 367, thông minh quá thường chết sớm. Viên Cương cũng nằm trong đội ngũ đó, xuất phát còn sớm hơn so với Nưu Hữu Đạo. Tu sĩ của ba phái ẩn trong khu rừng cũng đã quá quen thuộc với hình ảnh này, cũng không có liên tưởng gì khác. Hừng đông, khi ánh mặt trời chiếu xuống, trong một viện tử của Lưu Tiên Tông, năm cao thủ của Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông và Linh Thú Sơn đều tập trung ở đây. Công Tôn Bố đi theo đằng sau Ngưu Hữu Đạo, lần này, Ngưu Hữu Đạo muốn ông ta đi cùng, góp mặt còn có năm đệ tử Ngũ Lương Sơn, người nào cũng đều mang theo một lồng chim đại bàng trên lưng. Phí Trường Lưu, Trịnh Cửu Tiêu và Hạ Hoa cũng chờ ở đây. Hai bên chạm mặt, Ngưu Hữu Đạo hỏi, mọi người đã chuẩn bị xong chưa? Phí Trường Lưu chỉ 15 người, nói, một trưởng lão của các phái dẫn đội, tất cả đều phải là hảo thủ của ba phái người bên phía nước tề cũng sẽ phối hợp với ngài. Nghiêu hữu đạo nghiêng đầu ra hiệu, công tôn bố gật đầu, để lại hai đệ tử cho nghiêu hữu đạo, còn mình thì mang ba người đến trước mặt 15 vị cao thủ của ba phái, chắp tay nói chư vị, mời đi theo ta. 15 người kia mở to mắt nhìn nghiêu hữu đạo rồi lại nhìn phí trường lưu, có chút nghi ngờ. Phí trường lưu hỏi, bọn họ phụ trách bảo vệ ngươi, có cần đi theo ngươi không? Không cần đi theo ta đâu, nghiêu hữu đạo nói một câu, sau đó quay sang nhìn đám người kia, các người đi cùng y, nên làm gì, y sẽ nói cho các người biết. Mấy người đó cũng không biết hắn định làm cái quỷ gì, thần thần bí bí chẳng chịu giải thích. Cuối cùng, một đám đi theo công tôn bố, cũng không đi đường cái mà là đi bằng đường rừng. Sau khi nói vài câu với đám người phí trường lưu xong, hai bên chào tạm biệt, như hữu đạo rời khỏi chỗ này, chạy thẳng đến lối ra vào sơn cốc. Lệnh hồ thu, hồng tụ và hồng phất đang chờ ở chỗ này. Hắc mẫu đơn và đoạn hổ cũng có mặt, lần này hai người đi cùng với hắn mua tam lượng và lôi tông khang ở lại giữ nhà khi mọi người lên ngựa lệnh hồ thu hết nhìn đông rồi lại nhìn tây cười hỏi lão đệ mang người theo có phải ít quá rồi không ta nghe nói người gây ra không ít thù hằn như hữu đạo cười nói không cần đâu có một số người của các môn phái đang ở nước tề huống chi còn có huynh trưởng ai dám động đến đệ chứ có phiền phức đệ liền báo tên huynh trưởng ra tên nhóc này không phải đến đâu cũng oang oác việc kết bái huynh đệ với y chứ trong đầu lệnh Hồ Thu suy nghĩ vòng vòng, khóe miệng co quắp, mỉm cười gượng gạo, từ chối cho ý kiến. Đứng trên sườn núi, Thương Thục Thanh nhìn một đám người rời đi, cho đến khi bóng người đã khuất, nàng vẫn đứng im tại chỗ, thật lâu sau vẫn không động đậy, gương mặt dưới ánh mặt trời càng có vẻ dữ tợn. Cái bớt trên mí mắt khiến cho thị giác của người nhìn sinh ra sự sai lầm, có cảm giác một mắt lớn một mắt nhỏ. Một đám người bay ra khỏi sơn cốc, sau khi chạy lên đường cái, như hữu đạo chỉ chỉ hướng quận thành, rồi dẫn người chạy đi lệnh hồ thu kinh ngạc kêu lên huynh đệ người có việc vào thành sao nghiêu hữu đạo nói huynh trưởng đến còn chưa có dịp đi dạo quận thanh sơn lần này đệ mang huynh trưởng đi chơi lệnh hồ thu nói không cần đâu trước kia ta cũng đã có đến một lần rồi chen chúc quá không thích hợp để tham quan chúng ta vẫn nên lên đường thôi nghiêu hữu đạo nói vậy chúng ta đi mua một chút gì đó để đi đường cứ như vậy mấy con ngựa chạy khắp nơi trong thành hắc mẫu đơn tùy ý mua sắm vài món sau đó cả nhóm rời khỏi thành, tiếp tục xong rồi. Trên đường đi, lệnh hồ thu thỉnh thoảng nhìn Nhiêu Hữu Đạo, có cảm giác vừa rồi Nhiêu Hữu Đạo vào thành không phải là để mua đồ. Y để ý món đồ mà hắc mẫu đơn mua, trên đường có dịch trạm, mấy món đồ này cũng không nhất thiết phải mua trong thành. Bản thân Nhiêu Hữu Đạo cũng có những thuộc hạ có năng lực, rất có thể đã có sự chuẩn bị, còn đợi sau khi xuất phát mới đi mua sao. Chỉ mua một số thứ nhưng lại đi dạo một vòng lớn trong thành. Y có cảm giác Nghiêu Hữu Đạo dường như cố ý đi trong thành, nhưng lại nhìn không ra Nghiêu Hữu Đạo có ý đồ gì. Bắc Châu, Phủ Lăng Ba, Thiệu Bình Ba nhận được thông báo, đích thân đến để đưa tiến Tô Chiếu. Vừa chạm mặt Tô Chiếu trong nội trạch, Thiệu Bình Ba đã hỏi có phải là có chuyện gì hay không? Tỷ vừa đi vừa về một chuyến cũng chẳng dễ dàng gì. Nếu như không có gì quan trọng, tỷ hãy nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa. Tô Chiếu thở dài, không có việc gì là thế nào. Để cả ngày bề bộn công việc, cho dù ta có lưu lại, để cũng không có thời gian ở với ta. Thiệu Bình ba ấy náy cầm tay nàng, cười khổ nói, tạm thời đệ không có thời gian rảnh, chờ sau này. Ngón tay tô chiếu chặn môi của y, không muốn y nói thêm câu nào, đệ đừng hứa hẹn với ta nữa, tự để tính lại đi, để nói như vậy đã biết bao nhiêu lần rồi, nhưng có lần nào mà đệ thực hiện không? Nhiều năm như vậy rồi, đệ có bao giờ ở được với ta một ngày thật sự chưa? Không bị nhốt trong thiên lao thì cũng bận rộn công vụ, Thiệu Bình Ba thở dài, hãy cho đệ thêm vài năm nữa. Tô Chiếu sợ gương mặt của mình, nếu đợi thêm mấy năm nữa, ta sợ mình đã là hoa tàn ít bướm, lúc đó đệ nhìn còn vừa mắt không. Chiếu tỷ, Tô Chiếu lại chặn miệng của y, cười nói ta đùa với đệ thôi, ta có việc thật. Ta muốn đích thân đi bố trí chuyện của đệ. Ánh mắt Thiệu Bình Ba sáng lên, chiến mã. Tô Chiếu lắc đầu, tin tình báo ở quận Thanh Sơn báo lại, như hiếu đạo có đầu rụt cổ trong núi lâu như vậy, rốt cuộc đã rời khỏi núi, nhìn qua giường như muốn rời khỏi quận thanh sơn lần này ta sẽ giúp đệ nhổ đi cái đinh trong mắt cái gai trong thịt thiệu bình ba mừng rỡ nhưng rồi biểu hiện lại ngưng trọng tên này rất khó đối phó chiếu tỷ không được chủ quan tô chiếu khẽ gật đầu đúng là rất khó đối phó ta nghĩ muốn ra tay chỉ sợ sẽ có chút phiền phức thiệu bình ba hỏi tỷ phát hiện được gì sao tô chiếu nhìn thẳng vào mắt y muốn nói rồi lại thôi thiệu bình ba hỏi chẳng lẽ tỷ có chuyện không tiện nói với đệ sao Tô Chiếu thở dài, là lệnh hồ thu. Lệnh hồ thu đến quận Thanh Sơn, ở chỗ của đám người Nhiêu Hữu Đạo mấy ngày. Lần này Nhiêu Hữu Đạo rời núi, lệnh hồ thu cũng ở bên cạnh hắn, nên ta không tiện ra tay. Lần trước ta có gặp lệnh hồ thu, bị tổ chức phát hiện. Bên phía tổ chức còn cố ý thông báo cho ta biết, nói bối cảnh của lệnh hồ thu phức tạp, cảnh cáo ta không được trêu chọc. Gương mặt thiệu bình ba hiện lên sự căng thẳng, chợt che miệng không ngừng ho khan, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Tô Chiếu vội vàng áp tay sau lưng y, thì Pháp giúp y bình phục khí tức, đệ đó, ta biết là không nên nói chuyện này mà. Khi nói ra, đệ nhất định sẽ bị kích thích, thích như hữu đạo chính là tâm bệnh của đệ. Sau khi ổn định hơi thở, không còn ho khan, thiệu bình bao oán hận nói, hắn có cùng suy nghĩ với ta, cũng đánh chủ ý lên người lệnh hồ thu, nhưng lại bị hắn nhanh chân đến trước. Khổ khổ, ta nhiều lần thua hắn chỉ một nước cờ, lần này cũng như thế, đúng là khó chịu thật. Tô Chiếu nói, đệ yên tâm đi, một lệnh hồ thu không gánh nổi hắn đâu ta sẽ tìm cơ hội để ra tay giúp đệ diệt trừ mối họa lớn trong lòng thiệu bình ba hỏi lại kẻ này tiềm ẩn rất lâu lần này không phải vô duyên vô cớ rời núi nhất định là có mục đích không biết là hắn định làm gì tô chiếu trợn mắt nói ta làm sao mà biết được thiệu bình ba hỏi thế tin tình báo có nói hắn đi hướng nào không tô chiếu vừa gật đầu thiệu bình ba lập tức quay người rời đi tô chiếu sững sờ không biết hy định làm gì, vội vàng đuổi theo y đến thư phòng. Thiệu Bình Ba đứng trước tấm bản đồ trên vách tường trong thư phòng, Tô Chiếu nhìn y, bất đắc dĩ lắc đầu, ngón tay chỉ lên tấm bản đồ, nói, hướng Tây Bắc quận Thanh Sơn có một con đường, chính là đi hướng Tây Bắc này. Chương 368, đường dài rằng giặc một. Hướng Tây Bắc, Thiệu Bình Ba nhìn chằm chằm tấm bản đồ, rơi vào trạng thái trầm tư, bàn tay chậm chậm chạy dài trên tấm bản đồ, hướng Tây Bắc chính là hướng ngược lại quận Quảng Nghĩa, vì thế có thể loại trừ hắn đến quận quảng nghĩa mấy năm qua hắn ẩn cư không xuất hiện có thể kiêng kỵ triều đình nước yến hoặc kiêng kỵ ta bên này cho nên hắn sẽ không tùy tiện chạy loạn nơi mà hắn có thể đi cũng sẽ không quá nhiều hướng tây bắc rất có khả năng đến kim châu tai mắt của tỷ bên đó có thể điều tra được hắn có mang theo đại bàng đưa tin hay không tô chiếu gật đầu có có hai người đồng hành với hắn mang theo hai lồng đại bàng tổng cộng sáu con người của lệnh hồ thu thì mang theo hai con Lệnh hồ thu chạy khắp nơi, mang theo đại bàng bên người để thuận tiện liên lạc cũng không có gì lạ. Việc y mang theo đại bàng không cần để ý đến. Sáu con, ngón tay thiệu bình ba chỉ vào Kim Châu, quận Thanh Sơn và Kim Châu gần nhau, nếu đến Kim Châu cũng không cần thiết phải mang theo nhiều đại bàng như vậy. Cho nên, chúng ta có thể loại trừ việc hắn đến Kim Châu. Vậy rốt cuộc hắn muốn đi đâu? Y cúi đầu suy nghĩ, bỗng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn một nước nào đó ở hướng Tây Bắc, trầm giọng nói hắn rất có khả năng đến nước Tề. Tô Chiếu kinh ngạc, làm sao để biết hắn muốn đến nước tề. Thiệu Bình ba cắn răng nói, chiến mã. Tô Chiếu kinh ngạc nói, ý của đệ là hắn cũng muốn đến nước tề mua chiến mã. Thiệu Bình ba chậm rãi bước đến vị trí của nước tề trên tấm bản đồ, nhìn chằm chằm vào nước tề, nói thật ra, tình huống hai quận của Thương Triều Tông không khác gì Bắc Châu, đều đứng trước nguy cơ giống nhau. Ta không tin Thương Triều Tông nhìn không ra, cho nên, nhu cầu cấp bách nhất chính là chiến mã. Cho dù Thương Triều Tông nhìn không ra, lam nhược đình nhất định có thể nhìn ra năm đó lạc thiếu phu bên cạnh ninh vương có tài năng kinh thiên động địa nhưng tại sao lại ngoài ý muốn chết một cách oan uổng như vậy lam nhược đình có thể được lạc thiếu phu nhận làm đệ tử nhập thất truyền thụ thao lược tuyệt đối không tầm thường nếu không ông ta nhất định sẽ không được lạc thiếu phu để vào mắt nếu lam nhược đình kể cả điều này mà nhìn không ra thương triều tông khó mà thoát khốn ở kinh thành ta đã biết thương triều tông từ nhỏ y tòng quân ngay từ nhỏ chưa từng tiếp xúc qua nội chính hai quận của thương triều tông có thể phát triển nhanh chóng như vậy hẳn là kết quả của lam nhược đình dựa vào mưu lược của lam nhược đình không có khả năng không dự đoán được nguy cơ sau này ông ta đã sớm để thiên ngọc môn đến nước tề để lo chuyện chiến mã nhưng vẫn chưa nghe nói có kết quả hay không chắc là đã gặp phải khó khăn nghiêu hữu đạo đang sống yên ổn ở hai quận hắn sao có thể chịu ngồi yên không màng đến chứ lệnh hồ thu đến gặp hắn trong khi ta và thiên ngọc môn đã từng đánh chủ ý lên y nhưng vẫn không có kết quả Tình thế bức bách, hắn sao không cần nguồn nhân mạch của Lệnh Hồ Thu chứ? Y đưa tay lên chỉ vào bản đồ, nguy cơ đã như lửa xém lông mày, trốn tránh hồi lâu cũng phải rời núi. Hắn đi theo hướng tây bắc, nhất định không phải đến Kim Châu. Lệnh Hồ Thu cũng đích thân đi theo, các manh mối đều liên tiếp nhau, cho dù không thể xác định, nhưng khả năng bọn họ đến nước Tề lo chuyện chiến mã vẫn rất lớn. Trừ phi có tình huống nào ngoài ý muốn mà chúng ta không biết, nhưng chắc chắn sẽ rất ít. Hắn đã có ý định lánh mặt trong lúc lánh mặt đương nhiên sẽ không gây ra mấy chuyện phiền phức gì cho nên việc hắn rời núi để giải quyết vấn đề khác sẽ không lớn khả năng hắn đến nước tề để xử lý chuyện mua chiến mã vẫn cao hơn y bỗng nhiên quay đầu nhìn tô chiếu trầm giọng nói thì hãy cho người mai phục trên đường đến nước tề theo như ta suy đoán cơ hội có thể ngăn hắn ở đó sẽ rất lớn tô chiếu im lặng không nói tán thành suy nghĩ của thiệu bình ba mặc dù nàng biết biểu đệ của mình rất thông minh nhưng vẫn có chút chấn động chỉ từ một điểm nhìn chẳng có liên quan gì hết nhưng vẫn có thể đoán ra được nghiêu hữu đạo muốn đi đâu muốn làm gì thật sự khiến nàng không biết nói cái gì cho phải thậm chí nàng còn có cảm giác nghiêu hữu đạo trêu chọc một đối thủ như vậy thật sự có chút đáng sợ nàng nhịn không được thở dài nói đệ đấy lo lắng quá nhiều rồi ta đã điều tra được tung tích của hắn tất nhiên sẽ có biện pháp tìm được hắn không cần đệ phải quan tâm nhiều như thế nếu đệ cứ tiếp tục như vậy bệnh của đệ khi nào mới có thể lành được chứ thiệu bình ba mỉm cười xem ra là đệ quá lo lắng rồi nhưng đệ vẫn nói câu nói kia người này rất nguy hiểm hắn đã rời núi nhất định sẽ có sự chuẩn bị tuyệt không dễ dàng đối phó tỷ cần phải cẩn thận tô chiếu nhìn thẳng vào y nói bình ba thế tục có một câu nói tỷ muốn tặng cho đệ thiệu bình ba mỉm cười để xin rửa tay lắng nghe gương mặt tô chiếu hiện lên sự lo lắng nói thông minh quá thường chết sớm thiệu bình ba run lên chợt cười nói đệ không sao đâu tỷ giữ lại để tặng cho Ngưu Hữu Đạo đi. Tô Chiếu lắc đầu, đệ không giống hắn, hắn biết lúc nào có lúc nào giãn, điều này có thể nhìn ra được từ việc hắn có thể có đầu rụt cổ tu luyện lâu như vậy mà không chịu xuất hiện. Ngoài ra, hắn là tu sĩ, biết cách điều tiết khí huyết, bách bệnh bất xâm, đệ không thể so được với sức khỏe của hắn. Nàng đưa tay ấn vào vị trí trái tim của Thiệu Bình Ba, nhớ kỹ, muốn thắng thì phải giữ gìn sức khỏe. Ai ngã xuống trước, người đó mới thua chỉ có người còn ở lại mới có thể là người cười cuối cùng. Tay của Thiệu Bình Ba cũng áp vào ngực, đặt lên mờ u bàn tay của nàng, nói, sức khỏe của đệ, đệ còn quý nó hơn so với tỷ. Vậy là tốt rồi, nhưng ta vẫn muốn hỏi đệ một câu, giết nghiêu hữu đạo quan trọng hay là chuyện chiến mã quan trọng? Ta nên đi giải quyết nghiêu hữu đạo trước hay là đi giải quyết chuyện chiến mã? Tô Chiếu nhìn y, hỏi, Thiệu Bình Ba im lặng, dường như có chút lưỡng lự, hai chuyện có mâu thuẫn với nhau sao? Tô Chiếu nói, đương nhiên rồi, nếu giết Nghiêu Hữu Đạo quan trọng hơn, ta sẽ đích thân đi xử lý chuyện này. Còn chuyện chiến mã quan trọng hơn, ta sẽ đến nước tề tỏa chấn, sau đó sắp xếp người đi xử lý chuyện Nghiêu Hữu Đạo. Ánh mắt Thiệu Bình ba lấp lẽ, chậm rãi nói, đương nhiên là chuyện chiến mã rồi. Chiến mã đang là chuyện quan trọng nhất hiện nay, nếu chuyện chiến mã xảy ra vấn đề, nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Bắc Châu. So với tầm quan trọng của chiến mã, chuyện của Nghiêu Hữu Đạo có thể hoãn lại. Huống chi, Mục đích chủ yếu của chuyến đi này của Ngưu Hữu Đạo cũng có thể là chiến mã. Hắn tạm thời không rảnh để bận tâm đến chuyện bên này của đệ. Trì hoãn một chút cũng không thành vấn đề. Được, Tô Chiếu gật đầu mỉm cười, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Thật ra hai chuyện này đối với nàng mà nói cũng chẳng xung đột với nhau. Nàng chỉ muốn thăm dò một chút, nàng sợ chấp niệm của y quá sâu, xem như hữu đạo còn quan trọng hơn toàn bộ Bắc Châu. Nhưng nàng không biết, trong lòng Thiệu Bình Ba, y nhận định nhiêu hữu đạo chính là muốn uy hiếp lớn nhất của Bắc Châu y trong tương lai. Nước Yến, nước quốc, thậm chí là Đại Thiền Sơn, thật ra chẳng đáng cho y để vào mắt. Dây dưa cả mấy năm, đối phó với mấy người này, y xem như đã xe nhẹ đường quen. Y có thể đặt chân ở Bắc Châu, sự thật đã chứng minh được điều này. Trước mắt mà nói, khiến y ăn thiệt nhiều lần, khiến cho y phải kiêng kỳ cũng chỉ có nhiêu hữu đạo, mà y cũng biết nhiêu hữu đạo cũng sẽ không bỏ qua cho y có một số việc nói ra chưa chắc người khác sẽ tin. Chỉ khi nào hai bên là kỳ phùng địch thủ của nhau, không cần nói vẫn có thể hiểu đối phương nghĩ gì. Nếu có thể cam đoan tuyệt đối Tô Chiếu có thể diệt trừ Nghiêu Hữu Đạo, y nhất định sẽ yêu cầu Tô Chiếu đi giải quyết Nghiêu Hữu Đạo trước, nhưng y không cho rằng Tô Chiếu có thể dễ dàng đắc thủ như vậy. chương 369, Đường Dài Rằng Giặc 2 Như những gì y nói với Tô Chiếu, Nghiêu Hữu Đạo đã dám xuất đầu lộ diện nhất định sẽ có chuẩn bị trước y lo lắng Tô Chiếu và Ngưu Hữu Đạo có mâu thuẫn với nhau. Tuy nói tổ chức đằng sau Tô Chiếu rất mạnh, nhưng người của Ngưu Hữu Đạo cũng quá nguy hiểm, tuyệt không phải là kẻ vớ vẩn. Một khi bị Ngưu Hữu Đạo quấn vào, Tô Chiếu chỉ sợ sẽ gặp phiền phức. Một khi Tô Chiến xảy ra chuyện làm không tốt, sẽ ảnh hưởng đến chuyện chiến mã của y. Cẩn thận cân nhắc lại, y tất nhiên sẽ chọn phương thức ổn thỏa hơn. Tô Chiếu đeo mũ trùm màu đen, sau đó từ cửa hông rời đi. Thiệu Bình ba chỉ tiến Tô Chiếu đến cửa hông cũng không có ý định đưa ra ngoài, sợ người ta sẽ chú ý. Sau khi nhìn thấy Tô Chiếu dẫn thuộc hạ rời đi, Thiệu Tam tỉnh đến bên cạnh Thiệu Bình Ba, hỏi: "Đại công tử, ngài về phủ thứ xử không?" Thiệu Bình Ba quay người trở lại thư phòng, nhìn chằm chằm tấm bản đồ, rồi đưa tay chỉ vào nước Hàn, "Đường thủy này đã bắt đầu dùng được rồi. Những yếu điểm ven đường thủy này có thể bảo đảm không có vấn đề gì không?" Thiệu Tam tỉnh nghiêm mặt nói: "Đại công tử yên tâm đi, chuyện thu mua đã bí mật phái người giải quyết rồi." cũng đã phái người kiểm tra, hẳn là không có vấn đề gì. Hẳn là, Thiệu Bình ba bỗng nhiên quay đầu, trầm giọng nói, đừng nói với ta cái gì là hẳn là. Một khi bắt đầu, tuyệt không cho phép có bất kỳ điều gì sơ suất. Một khi bị nước Hàn bắt được, nước Hàn không có khả năng trả cho chúng ta đâu. Con đường thủy này bị lộ ra ngoài, sẽ không có khả năng tái sử dụng. Điều này đối với chúng ta mà nói, chính là một đả kích rất lớn, nhất định phải đảm bảo vạn vô nhất thất. Rõ? Thiệu Tam tỉnh đáp lại, để thuộc hạ phái người đi kiểm tra lại. Thiệu Bình Ba quay lại nhìn tấm bản đồ, chẳng những phải kiểm tra, mà còn phải dùng thử một chút. Người hãy sắp xếp một đội thuyền đi một chuyến, xem có vấn đề gì hay không. Thiệu Tam tỉnh nói, thuộc hạ sẽ sắp xếp, chi tiết nhất định phải cẩn thận, việc này ngươi không được để xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Thiệu Bình Ba quay sang nhìn Thiệu Tam tỉnh, nếu xuất hiện vấn đề, lập tức giải quyết ngay tại chỗ. Người phải cam đoan con đường thủy này phải thông suốt, không được để xảy ra vấn đề. Thưa rõ, Thiệu Tam tỉnh gật đầu đồng ý, nhưng rồi có chút do dự, nếu thật sự gặp phải vấn đề cần giải quyết, muốn nhanh chóng xử lý mà không gây ra bất cứ động tính gì, tốt nhất là nên có tu sĩ phối hợp. Đại công tử có thể yêu cầu Đại Thiền Sơn phái nhân thủ cho thuộc hạ hay không? Hồ đồ, Thiệu Bình ba quát lớn, vì sao ta lại giấu giếm Đại Thiền Sơn việc này ngay từ đầu chứ? Đại Thiền Sơn lúc nào cũng chia tay đòi tiền ta, ta vẫn hay than không có tiền, người không phải không biết nếu để đại thiền sơn biết việc này bọn họ tất nhiên sẽ biết ta muốn làm gì đến lúc đó ta còn che giấu như thế nào nữa một khi để bọn họ biết trên tay ta còn có một khoản tiền lớn để mua chiến mã người bảo ta giải thích như thế nào nếu đại thiền sơn bảo ta phải đưa tiền cho bọn họ đi xử lý ta còn có thể từ chối sao việc này chỉ khi nào ván đã đóng thuyền đem tiền tiêu hết ta mới có thể tìm được lý do mà giải thích lại không làm hỏng việc nếu không bị bọn họ hút sạch máu cũng còn không biết huống chi tai mắt của đại thiền sơn rất nhiều một khi bị đại thiền sơn truyền ra ai dám cam đoan bí mật sẽ không bị tiết lộ con đường thủy này tuyệt không thể để bại lộ được nhưng thiệu tam tỉnh khổ sở nói thượng thanh tông và ngưu hữu đạo có quan hệ không rõ ràng cũng không tiện nhờ vả nếu không chúng ta tìm mấy môn phái nhỏ để ra tay thiệu bình ba trầm ngâm nói ta nhắc lại việc này phải cẩn thận thật sự cẩn thận nội tình không rõ ràng người tuyệt đối không được để bất kỳ ai tham gia vào như vậy đi tống thư và trần quy thạc hai người này đều không có vấn đề gì có thể yên tâm sử dụng ta sẽ bảo hai người bọn họ nghe theo lệnh của ngươi thiệu tam tỉnh cao mày đại công tử nếu quả thật có vấn đề chỉ hai người bọn họ thuộc hạ sợ không ứng phó nổi thực sự không được ngài hãy mời tô tiểu thư hỗ trợ thiệu bình ba nói việc này ta tự có cân nhắc nhưng tổ chức đằng sau chiếu tỷ quá phức tạp ngay cả bản thân tỷ ấy cũng không mò ra được sâu cạn hỗ trợ làm một số chuyện thì còn được nhưng vẫn phải giữ một khoảng cách thích hợp không thể giao toàn bộ át chủ bài cho bọn họ được vì thế trước khi chuyện bên phía nước tề được giải quyết tuyệt đối không được tiết lộ con đường thủy này cho bọn họ ta cũng đã thông báo cho chiếu tỷ luôn rồi vấn đề nhỏ thì tìm tống thư và trần quy thạch giải quyết nếu theo lời ngươi nói bố trí trước đó hoàn toàn không có vấn đề gì hai người bọn họ ứng phó là đủ nếu thật sự gặp được vấn đề gì bọn họ không thể giải quyết ta sẽ tìm lý do để phái người đi chỉ cần không được để lộ toàn bộ con đường chỉ xem nó như một sự việc đơn giản trong tình huống còn chưa nắm chắc những người khác sẽ không đoán ra chúng ta muốn làm gì vâng đại công tử yên tâm thuộc hạ đã biết nên làm như thế nào thiệu tam tỉnh gật đầu đồng ý mặt trời chiều ngã về tây năm con ngựa dừng lại trước một dịch trạm sau khi đổi mấy con ngựa khác mọi người lại lao ra khỏi dịch trạm tiếp tục song ruồi đằng trước đang có một chiếc xe ngựa chiếm đường năm người nhanh chóng chạy thành một hàng dọc lướt qua xe ngựa, sau đó thay đổi đội hình, biến thành một hàng ngang. Người không thay đổi chính là Viên Cương vẫn ở vị trí chính giữa. Viên Phong, Nhiêu Lâm, Viên Hỏa, Nhiêu Sơn ở hai bên trái phải. Viên Hỏa kêu to, Cương tử ca, trời sắp tối rồi, chúng ta chạy suốt hai ngày không ngủ, tất cả mọi người đều đã mệt, chúng ta nên tìm một dịch trạm để nghỉ ngơi. Những người bước ra từ miếu thôn nhỏ cũng đã có sự thay đổi. Nếu là lúc trước, y sẽ không nói đến dịch trạm nghỉ ngơi khi còn ở miếu thôn nhỏ y nghĩ cũng không dám nghĩ viên cương quay sang hỏi cho ngươi bốn canh giờ để nghỉ ngơi có đủ hay không viên hỏa cười hắc hắc đủ rồi đủ rồi bốn canh giờ là đủ viên cương nói vậy khi nào trời tối không còn nhìn thấy đường đi chúng ta sẽ nghỉ ngơi sáng mai lên đường sớm tận lực dành thời gian để đi đường được viên hỏa gật đầu đồng ý nhưng vẫn có chút kỳ quái cương tử ca chúng ta đi như thế này đạo gia chắc chắn sẽ không theo kịp chúng ta chúng ta có cần phải đi nhanh như vậy không? Viên cương nói, ta hoàn toàn không yên tâm trước tình huống thất loạn bát tao như bây giờ. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng chạy đến chỗ mục tiêu trước, tranh thủ thời gian loại bỏ các tình huống gây bất lợi cho đạo gia, đồng thời cũng an bài tốt tiền chạm cho các huynh đệ khác. Nếu không, tất cả dối bù tại một nơi lạ lắm, nhất định sẽ xảy ra chuyện. Nghe hắn ta nói như vậy, thần sắc bốn người liền nghiêm lại, không ý kiến gì nữa. Nghiêu Lâm bắt đầu chỉ trích viên hỏa, nhìn biểu hiện của ngươi kia, ngại mệt mỏi à. Chúng ta cưỡi ngựa đi đường, trên đường cũng có ăn có uống, ngươi nên nghĩ đến các huynh đệ khác, ít tiền lại ít thức ăn. Với điều kiện của bọn họ mà muốn chạy đến chỗ mục tiêu cho kịp thời gian, hoàn toàn phải liều mạng. Nghiêu Sơn nói, chuyến đi này của bọn họ chẳng khác nào đi đây. Viên Cương nhìn quanh một chút, sau đó nói, mặc dù tàn khốc, nhưng chỉ cần một lần huấn luyện dã ngoại này, bọn họ có thể buông tay buông chân mà phát triển. Các loại chắc trở trên đường đi chính là sự chui rèn tốt nhất cho bọn họ, cũng giúp cho bọn họ có thể thu được tài phú quý giá cho mình. Có được kinh nghiệm, bổn sự của bọn họ sẽ được nâng cao, đạt được mục đích sẽ trực tiếp nhận nhiệm vụ. Đối với mỗi người trong số bọn họ mà nói, đây cũng là quá trình cho thấy tính cách của từng người. Thấy được kết quả, hiểu rõ quá trình, đồng thời cũng giúp cho chúng ta hiểu biết thêm về họ, trong tương lai mới biết được bọn họ thích hợp làm gì để dễ dàng phân phối nhiệm vụ thực chiến chương 370, có người muốn xuống tay với Nghiêu Hữu Đạo. Hơn một năm trời được huấn luyện cường độ cao, đã dạy cho bọn họ không ít bản lĩnh. Chỉ cần không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tất sẽ không có vấn đề gì. Nếu bọn họ học được nhiều thứ như vậy, nhưng ngay cả việc đi đường cũng không ứng phó được, sớm nên bị đào thải ra ngoài thì tốt hơn, tránh mất đi tính mạng trong tương lai. Nếu có người không chịu được khổ sở, ý chí không kiên định, nửa đường bỏ cuộc, cũng nên bị loại sớm. Tập thể này của chúng ta không dung nạp được loại người như thế." Biểu hiện của bốn người nghiêm lại, nói, rõ. Móng ngựa phát ra tiếng cộc cộc trên mặt đất, một dãy núi chập trùng đằng trước xuất hiện, chạy thẳng vào trong núi. Viên Cương quát, đằng trước là địa hình gì vậy?" Viên Phong nhanh chóng lên tiếng, tên của nó là Núi Đại Mãn. Theo như trên bản đồ thể hiện, con đường này kéo dài chừng 15 dặm. Địa hình phức tạp, có khu vực hẹp và dài, rất dễ cho việc bố trí mai phục. Viên Cương vùng đao trảm mã trong tay, hai chân đạp vào bụng ngựa, tăng tốc sông lên phía trước nhất. Bốn người hai bên nhanh chóng cầm liên hoàn nỏ được chế tạo từ thép tinh luyện, tra cung tên vào trong nỏ, biến ảo trận hình, tạo thành nhạn trận, gia tăng đề phòng, đi theo đằng sau viên cương vọt vào trong núi. Trong rừng cây có chút động tính khác thường, giọt một tiếng, nỏ trong tay viên hỏa vang lên một tiếng, một con gà rừng nấp sau rừng cây bên dốc núi Uịch một tiếng rơi xuống đất. Cả nhóm đảo mắt nhìn vài cái rồi không hề dừng lại. Viên cương đi trước mở đường, bốn người cảnh giác xung quanh, tiếng vó ngựa kịch liệt đi thẳng vào sâu trong rừng núi. Tên nỏ trong tay bốn người đang sử dụng là do viên cương thiết kế, có thể giáp lại cũng có thể tháo ra để mang theo, từng bộ phận lắp ráp là do công tôn thiết nghiêu chế tạo. Lúc đầu việc này công tôn thiết nghiêu cũng chẳng coi ra gì, giao cho đệ tử của mình hoàn thành, ai ngờ đệ tử của y không kết nào hoàn thành được, nói chính xác là không đạt được yêu cầu của viên cương, nguyên nhân do viên cương yêu cầu quá cao. Viên cương rất rõ những người mình huấn luyện là người có tính chất như thế nào, có đôi lúc vũ khí tiện mang vác lại dễ che giấu vô cùng cần thiết, có đôi lúc khi ra vào nơi nào đó thậm chí có để người ta nhìn cũng không nhận ra là vũ khí. Nếu không có vũ khí sáng loáng chạy khắp nơi, rất có thể ngay cả vài thành trì cũng không thể vào được. Cho nên hắn ta cần tên nỏ phải có thể tháo giáp bất cứ lúc nào để có thể mang theo và che giấu, còn muốn lúc cung nỏ bị hư hỏng có thể thay đổi linh kiện khác của cung nỏ bất cứ lúc nào, thứ này đồng nghĩa tất cả các bộ phận lớn nhỏ của cung nỏ trên cơ bản đều phải nhất trí. Đối với thợ rèn chế tạo thủ công mà nói yêu cầu này quá cao, các bộ phận được tạo ra hết lần này đến lần khác không được viên cương chấp nhận, cuối cùng công tôn thiết nghiêu đích thân ra tay, nhờ vào tay nghề cực kỳ cao siêu mới đạt được yêu cầu của viên cương. Công tôn thiết nghiêu vốn cho rằng viên cương đang cố ý gây chuyện, vô cùng tức giận bảo viên cương cút nhưng viên cương vẫn đi tìm mông sơn minh ra mặt mới thuyết phục được công tôn thiết nghiêu ra tay. Nhưng tốc độ chế tạo không được nhanh, những người khác không được, chỉ dựa vào mình công tôn thiết nghiêu tình hình có thể đoán ra được. Hơn một năm trôi qua công tôn thiết nghiêu mới chế tạo cho viên cương được mấy chục bộ phận tên nỏ, đến giờ vẫn chưa thể nào thỏa mãn được nhu cầu trang bị cho hai, ba trăm người của viên cương. Lúc đầu viên cương còn định làm vài khẩu súng, không phải súng như bây giờ mà là loại súng kiếp trước hắn ta quen sử dụng. Kết quả ngay cả tạo ra cung nỏ quy cách thống nhất cũng thành vấn đề, hắn ta càng không thể ôm hy vọng có thể tạo ra súng. Dựa vào mức độ quen thuộc của hắn đối với câu tạo súng ống kết hợp với kỹ thuật rèn của công tôn thiết nghiêu chế tạo ra một cây súng để ứng phó không thành vấn đề, nhưng đạn lại là vấn đề lớn. Quy cách đầu đạn có yêu cầu độ chính xác cực cao, nếu đầu đạn làm ra lớn nhỏ không đều, lúc bắn không cẩn thận không giết được người khác mà ngược lại còn tự giết chính mình. Hơn nữa phần điểm lửa của đạn cấu tạo cực kỳ tinh vi, hắn ta càng không ôm ấp hy vọng, bắn hai phát mà một phát không ăn, vào thời khắc mấu chốt sẽ trở thành chuyện chí mạng như vậy còn không bằng cầm dao phay đi cho đỡ lo. Đương nhiên hắn ta biết vấn đề ở đâu nhưng hắn ta lại không hiểu rõ chuyện của ngành công nghiệp chế tạo. Phương diện chế tạo công nghiệp đạo ra cũng không am hiểu, mặc dù biết ra tay từ đâu nhưng cần giải quyết hắn ta vẫn cần phải tốn rất nhiều thời gian để nghiên cứu. Cho nên có vài suy nghĩ không thiết thực hắn ta chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Còn về chuyện huấn luyện cưỡi chiến mã, Viên Cương lại tìm Mông Sơn Minh để chỉ điểm. Kiếp trước hắn biết cưỡi ngựa nhưng kỹ thuật còn lâu mới đạt tới trình độ ngồi trên lưng ngựa chinh chiến chém giết, phương diện kỹ xảo thua xa kỵ binh thời đại này. Hắn ta biết rõ thời đại này khống chế tiến mã có tầm quan trọng rất lớn, không biết lái ô tô, máy bay, xe tăng không sao, nhưng khống chế chiến mã nhất định phải thành thạo, cho nên hắn ta lại tìm mông sơn minh chỉ điểm. Người có thể luyện ra được anh Dương, vũ liệt vệ uy chấn thiên hạ chắc chắn rất giỏi huấn luyện kỵ binh. Sự thật cũng chứng minh hắn ta không sai, mông sơn minh đã giúp đỡ hắn ta rất nhiều khiến hắn ta mở rộng tầm mắt bổ túc khuyết điểm của hắn ta trong thời gian hơn một năm nay mỗi ngày của hắn ta trôi qua rất phong phú bản thân hắn ta cũng gọi đây là đang làm việc có ý nghĩa còn luôn khoanh chân ngồi tính tọa một mình như nghiêu hữu đạo đối với quan niệm của hắn ta mà nói không thể nào quen cho được khu vực rừng núi trong mười mấy dặm năm người cưỡi ngựa sông ra giải trừ cảnh giới tiếp tục lộc cộc tiến lên dưới ánh tà dương dịch chạm lúc hoàng hôn nhóm nghiêu hữu đạo tiến vào nhảy xuống ngựa ngựa tự có người quản lý cả nhóm vào ngủ lại sau khi rửa mặt xong hai huynh đệ kết bái cùng ngồi ăn uống hai lão đệ ăn đồ của đệ mấy ngày ăn lại mấy thứ này là đồ dành cho người ăn sao đặt chén rượu xuống lệnh hồ thu mặt mày đau khổ nghiêu hữu đạo cũng được mà là huynh trưởng quá khó tính rồi lệnh hồ thu liếc mắt ta khó tính về điều kiện ăn uống ta với đệ rốt cuộc là ai khó tính ta đoán chắc khắp thiên hạ không có người thứ hai khó tính trong chuyện ăn uống như đệ hay là để dạy lại tay nghề nấu nướng cho hồng tụ hồng phất đi như hữu đạo không phải ta không muốn dạy huynh trưởng cũng thấy rồi đấy những chiêu bài trong bếp kia là của nam sơn tự cũng là tuyệt học của nam sơn tự không dễ dàng truyền ra bên ngoài căn bản không thể để người ta vào trong quan sát ta cũng không tiện phá hỏng quy củ của người ta muốn người ta làm việc thì phải tôn trọng người ta đúng không nào sau bữa thịt kho tàu và kỳ ngộ với thiệu bình ba ra ngoài hắn cũng không dám tiếp tục khoe khoang lung tung nữa Huống hồ hắn đã đồng ý với viên phương không truyền lung tung cho người khác. Còn viên cương dạy những tên nhóc kia hắn không quản được, viên phương thì càng không quản được viên cương. Viên cương có thể nghe lời viên phương mới lạ, đối mặt với viên cương, viên phương cũng chỉ có thể đứng bên ai oán thôi. Lệnh hồ thu sờ cầm chật chật nói, một đám hòa thượng trong chùa mà lại có tay nghề này, vận khí lão đệ đúng là tốt thật. Như hữu đạo ha ha nói, đúng thế, nếu không ta cũng đâu cần thiết đem theo cả đám hòa thượng đi cùng cho rắc rối. Lệnh hồ thu ngấm lại cũng đúng, cũng chỉ có thể lắc đầu hâm mộ, đây là một đường tài lộ đấy. Nhiều hiểu đạo cười không nói, hắn cũng không cho rằng là tài lộ gì vì hắn hiểu rất rõ tình hình bên trong, đây không phải thứ có kỹ thuật cao gì, đồ ăn làm ra lại không thể bảo quản được lâu, khó vận chuyển đường dài, muốn có được tài lộ nhất định phải mở các cửa hàng khắp nơi, một khi cửa hàng mở rộng thì căn bản không thể nào giữ bí mật, sớm muộn cũng sẽ bị khuếch tán ra. chương 371, Thuận lợi cái giám một Giống cất rượu, rượu ủ ra có thể bảo quản lâu dài chỉ cần khống chế nguồn vận chuyển là được có thể làm ra được một đường tài lộ ổn ổn còn đường tài lộ nấu nướng không dễ thực hiện lắm nếu thương triều tông có thể nhất thống thiên hạ có thể quản lý cả thiên hạ cũng có thể coi như đường tài lộ để kinh doanh còn bây giờ thì không thể thiên hạ bây giờ rất nhiều bách tính ngay cả ấm no cũng thành vấn đề chỉ cầu có cái nhét đầy bụng hắn không nghĩ giờ khuếch tán những tay nghề này có ý nghĩa gì chỉ có thể để những kẻ giàu sang hưởng thụ mà thôi mà đa phần những thứ thỏa xem ảnh một mãn dục vọng cho kẻ giàu sang đều sẽ mang đến tai nạn cho Bách Tính bình thường. Lấy ví dụ như cất rượu, Bách Tính bình thường uống một ngụm cũng không nổi, để thỏa mãn chuyện ăn uống của giới quyền quý lại lãng phí một lượng lương thực lớn, với những Bách Tính ấm no còn khó khăn kia mà nói không phải là chuyện tốt. Thời đại này làm loại chuyện trưng cất rượu này là nghiệp chướng. Cho nên có nhiều thứ tạm thời vẫn nên giữ lại trong tay làm đồ hiếm thì hơn, có những thứ này trong tay đem ra đãi khách khiến khách vui vẻ cũng rất tốt. Nghe nói sư phụ lão đệ là đông quách hạo nhiên thượng thanh tông. Lệnh hồ thu nâng đũa chợt hỏi, nghiêu hữu đạo mỉm cười, có thể coi là vậy. Lệnh hồ thu, thế nào là có thể coi? Ta và lệnh sư từng gặp mặt một lần, cũng quen biết, thật sự là người không tệ, sao có thể khiến đệ không coi trọng vậy? Nghiêu hữu đạo, huynh trưởng hiểu lầm rồi, mặc dù ông ấy nhận ta làm đồ đệ nhưng vẫn chưa truyền nghề. Sau khi ta đến Thượng Thanh Tông, vì nội bộ Thượng Thanh Tông nội bộ tranh quyền đoạt lợi đã giam lỏng ta vài năm, Mấy năm đó không hề cho ta bước ra khỏi cửa, cái gọi là tu luyện cũng chỉ là ném vài quyển sách để ta tự học, còn nhiều lần hạ độc thủ ta, suýt chút nữa mưu hại ta cho nên ta không có hảo cảm gì với Thượng Thanh Tông. Hắn không muốn để người ngoài nghĩ hắn và Thượng Thanh Tông có quan hệ rất sâu nên đối với bất kỳ ai cũng đều phủi sạch quan hệ. Lệnh Hồ Thu Kinh ngạc nói, Đông Quách Hạo Nhiên đã thu đệ làm đồ đệ vì sao không truyền nghề, hẳn là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. như Hữu đạo lắc đầu, chuyện không vui, không đề cập tới cũng được thấy hắn không muốn nhiều lời, lệnh hồ thu muốn thử thăm dò cũng không hỏi nhiều, biết giao tình không sâu, hiện tại không nên truy tường tận, còn nhiều thời gian, cũng không nhất thời vội vã, kịp thời ngừng lại đề tài này, nói tránh đi, sau khi nghỉ ngơi ở dịch trạm này đi tiếp coi như đã ra khỏi Kim Châu. Lão để kiếm chiến mã trở về e phải đi qua Kim Châu, mặc dù Kim Châu kết minh với thương Triều Tông nhưng nếu có một lượng lớn chiến mã đi ngang qua không chừng vẫn vì lòng tham khó đẻ nén mà bị giữ lại bớt, để không thuận đường khơi thông chút sao nghiêu hữu đạo nếu thật sự như vậy vậy dọc đường đã phải khơi thông ở rất nhiều nơi rồi chuyện khơi thông cứ giao cho thiên ngọc môn bọn hắn xử lý ta có thể cố gắng ở tề quốc đã không tệ rồi những nơi khác không phải việc ta cần quan tâm ta cũng không quan tâm thật ra chỉ cần có thể lấy được chiến mã hắn căn bản không định đi đường bộ vùng đất hai quận sát biển điều kiện có lợi như vậy mà không đi đường biển thì chắc bị ấm đầu rồi nghe đám phí trường lưu nói thực ra bên thiên ngọc môn cũng có ý này chỉ cần có thể lấy được chiến mã sẽ vận chuyển đường biển nếu không sẽ không cách nào đưa chiến mã ra khỏi quốc cảnh tề quốc. Giữa trời trăng sáng, một con kim xí đáp xuống bay vào trong cửa sổ một gian phòng của dịch trạm. Hồng Phất đưa tay đón kim xí, lấy mật tín trong ống dưới chân kim xí ra, đưa cho Hồng Tụ rồi mình thì đi sắp xếp cho kim xí. Sau khi Hồng Tụ mở mật tín đọc nội dung bên trong liền đi tới trước đèn, đốt mật tín thành cho rồi trở đi đến bên cạnh giường, thấp giọng nói với lệnh hồ thu đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa tiên sinh, chúng ta bị người của hiểu nguyệt các để mắt lệnh hồ thu chậm rãi thu công mở mắt nhìn nàng như hơi nghi hoặc người hiểu nguyệt các theo dõi ta không tụ nói chính xác là theo dõi nghiêu hữu đạo có người muốn xuống tay với nghiêu hữu đạo lệnh hồ thu nhíu mày là ý của ai không tụ không phải ý của ai cả có người từ tiện quyết định người đó trước kia từng có quan hệ với người chính là nữ nhân tên tô chiếu chính là bà chủ thanh lâu lần trước chủ động kết giao với người lệnh hồ thu hồ nghi nói sao nàng ta lại xích mích với nghiêu hữu đạo nữ nhân kia cũng là người hiểu nguyệt các sao không tụ e là vậy nếu không sao có thể sử dụng nhân thủ của hiểu nguyệt các có thể có chút địa vị thân phận trong hiểu nguyệt các cụ thể là thân phận gì trong mật tín không nói lệnh hồ thu ha ha cười lạnh một tiếng làm cái quỷ gì lập tức đưa tin cho người ngăn nàng ta lại không tụ lắc đầu không tiện ngăn lại rất dễ khiến người ta nghi ngờ thân phận của người ý của bên trên là người không cần rời khỏi nghiêu hữu đạo nàng ta cũng không dám làm loạn đã cảnh cáo rồi đừng rời khỏi hắn, lệnh hồ thu tức giận nói, ta có thể ngủ chung giường chung gối với hắn sao? Hồng tụ che miệng cười một tiếng, biết y đang nói nhảm. Lệnh hồ thu sau khi suy nghĩ xong thì lại lầm bầm, nữ nhân kia ở tề quốc, nghiêu hữu đạo xuất đạo cũng không lâu, nữ nhân kia có thủ gì với nghiêu hữu đạo chứ? Hồng tụ, cái này không tiện nghe ngóng bên trên, quy củ tiên sinh biết mà. Đảo mắt hơn tháng trôi qua, phủ thứ sử Bắc Châu, dưới ánh trăng, trung dương hút chắp tay đứng trong bình viện ngẩng đầu ngắm trang. Thiệu bình ba được thông báo vội vàng từ trong thư phòng đi ra, bước nhanh đến trước mặt gã, chắp tay chào nói, thế bá, sao người lại tới đây, có gì cần phân phó ạ, à? khụ khụ. Lời còn chưa dứt đã đưa tay che miệng liên tục ho khan. Trung dương hút lật tay lấy ra một viên thuốc, nghe nói người ho khan dữ dội, đại thiện sơn đã mua cho người linh đan rượu dược. Thiệu bình ba vội vàng nhận bằng hai tay, khách khí nói, thế bá sai người đưa tới là được, sao dám phiền thế bá đích thân đi một chuyến. Trung dương hút, uống đi là thứ tốt bổ dưỡng ích khí lưu thông máu, tốn ngàn vàng mới mua được đấy. Vâng, thiệu bình ba bóp lấp sắc viên thuốc bên trong liền lộ ra một viên thuốc như bạch ngọc, lập tức ngửi thấy hương thơm ngào ngạt. Hắn ta chậm rãi đặt vào miệng, nó hòa vào nước bọt cùng nuốt xuống. Thiệu tam tỉnh bên cạnh lập tức vào nhà rót bát nước đưa cho hắn ta, thiệu bình ba nhận lấy uống ửng ực. Trung Dương hút ở cạnh nhìn, trong lòng cảm khái, gã vừa thấy thiệu bình ba liền nhớ tới cảnh mẫu tử Nguyễn Thị bị độc chết gã đã coi người này là hạng tâm ngoan thủ lạt, xài lang hổ báo, kẻ này càng cung kính với mình, mình càng không được tự nhiên. Loại người này, nói thật, gã không thích lắm, vì kiêng kỵ, lo bị phản lại. Nhưng hiện thực là, năng lực của thằng này thật sự phi phàm, tất cả mọi người không phải mù loà, tốc độ phát triển của Bắc Châu rõ như ban này, trên dưới đại thiện sơn mừng rỡ. Đợi hắn ta giáo chén trà xong, Trung Dương hút lại phất tay ra hiệu, xoay người ta thi pháp giúp người điều trị thân thể một chút sau đó một trưởng dán sau lưng thiệu bình ba một cỗ khí lưu lưu chuyển trong kinh lạc cơ thể thiệu bình ba thoải mái hơi hít mắt lại đợi sau khi khí đi được một chu mới thu tay lại thiệu bình ba cảm thấy cả cơ thể mình thoải mái hơn rất nhiều mệt mỏi đã bị quét sạch đi tả thế bá thiệu bình ba quay người chắp tay cảm ơn trung dương húc nói cơ thể này của ngươi không nên mệt mỏi tinh thần quá độ phải tính dưỡng nghỉ ngơi nhiều nếu không miệng vết thương sẽ lại hở ra bệnh căn khó dứt cho dù thuốc tốt thì cũng không bù đắp được ngươi tự hại mình Thiệu Bình Ba cười khổ, Trung Dương hút trầm mặc, phát hiện những lời của mình chỉ là nói nhảm. Với tình hình của Bắc Châu bây giờ, thằng nhãi này cũng không thể nghỉ ngơi được. E là Đại Thiện Sơn cũng không muốn hắn ta nghỉ ngơi, gã nghiêng đầu nói với Thiệu Tam Tỉnh, ta sẽ cho người mỗi ngày đều thi pháp điều trị cơ thể cho Đại Công Tử, về mặt thời gian người nghĩ cách sắp xếp đi. chương 372, thuận lợi cái giấm hai. Rõ, Thiệu Tam Tỉnh cung cung kính kính đáp, nghỉ ngơi sớm chút đi. Trung Dương Húc nhìn thư phòng vẫn còn sáng đèn liền vứt lại một câu, quay người bước đi. Thiệu Bình ba đích thân tiến người ra cửa sân lại chắp tay đứng ngoài cửa viện đưa mắt nhìn bày tỏ sự tôn kính. Đợi bóng dáng Trung Dương Húc biến mất, Thiệu Tam tỉnh thấp giọng một câu, đại công tử. Thiệu Bình ba quay đầu nhìn một chút, hắn ta nhận ra có việc liền quay người dẫn lão trở vào. Trở lại thư phòng, Thiệu Tam tới sát bên cạnh hắn ta, nhẹ giọng bẩm báo nói, tột tiểu thư đưa tin về, tạm thời vẫn chưa ra tay, nói lệnh hồ thu kia rất đáng ghét, đi theo cạnh Nưu Hữu đạo một tấc không rời, mãi vẫn chưa tìm được cơ hội hạ thủ. Hừ, Thiệu Bình Ba khẽ thở ra một hơi, tiếc hận, biết ngay tên kia đã chuẩn bị trước không dễ dàng đắc thủ. Một tấc cũng không rời. Trong thư hồi âm của Chiếu tỷ dùng từ này để hình dung sao? Hắn ta liếc mắt nhìn sang, Thiệu Tam tỉnh gật đầu, đúng. Thiệu Bình Ba ngạc nhiên nói, chưa từng nghe nói lệnh Hồ Thu có giao tình gì với hắn, theo lý, trước kia hai người không hề có giao tế gì mới đúng. Một tấc cũng không rời quan hệ của lệnh hồ thu và hắn thân cận vậy sao ngươi không cảm thấy quá đột ngột sao sao ta cứ cảm giác có vấn đề hắn ta cao mày vừa đi qua đi lại trong thư phòng như đang suy nghĩ gì đó một lúc sau hắn ta dừng chân lại chậm rãi tự nhủ nếu ta nhớ không nhầm chiếu tỷ từng nói lúc tỷ ấy tiếp xúc lệnh hồ thu bị tổ chức phát hiện tổ chức đã cảnh cáo nàng nói bối cảnh lệnh hồ thu phức tạp bảo chiếu tỷ không nên trêu chọc việc này rất kỳ quặc thiệu tam tỉnh bối cảnh của lệnh hồ thu thực sự phức tạp quan hệ rất rộng, tổ chức thần bí phía sau Tô Tiểu Thư không muốn bại lộ, bảo Tô Tiểu Thư không nên chiêu chọc cũng là chuyện hợp tình hợp lý, chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Vấn đề nằm ở chỗ, Thiệu Tam tỉnh sừng sốt, cười khổ nói, lão nâu ngu dốt không nhìn ra có vấn đề gì. Thiệu Bình Ba hỏi lại, lúc trước chiếu tỷ chỉ và tiếp xúc với lệnh Hồ Thu đã bị tổ chức cảnh cái, lệnh Hồ Thu và Ngưu Hữu Đạo trên đường Bôn Ba, chiếu tỷ có thể phát hiện hai người bọn họ một tấc cũng không rời, lực lượng giám thị sử dụng không cần nghĩ cũng biết, người cảm thấy chuyện này có thể giấu được tổ chức thần bí sau lưng chiếu tỷ sao. Thiệu tam tỉnh như có điều suy nghĩ, lệnh hồ thu này cũng khá thú vị, thiệu bình ba hít mắt lầm bầm, đi tới lui hai bước, lại tiếp tục dừng bước trước mặt thiệu tam tỉnh, hồi âm cho chiếu tỷ, hỏi thăm nàng, lúc giám thị nhóm lệnh hồ thu có bị tổ chức cảnh cáo lần nữa không? Tiện thể nhắc nhở nàng một câu, nếu tổ chức không cảnh cáo thì bảo nàng sau này đối mặt với lệnh hồ thu này nên cẩn thận một chút thiệu tam tỉnh xin chỉ thị đại công tử có ý gì ánh mắt thiệu bình ba lộ tia suy tư lệnh hồ thu này nói không chừng là người cùng tổ chức với chiếu tỷ lệnh hồ thu ở cạnh bên nghiêu hữu đạo một tấc không rời rất có thể là vì biết chiếu tỷ muốn động vào nghiêu hữu đạo làm như vậy là không muốn cho chiếu tỷ có cơ hội hạ thủ như vậy từ góc độ nào đó đã giải thích rõ vì sao lệnh hồ thu lại đi cùng với nghiêu hữu đạo thiệu tam tỉnh bổ sung nói có phải tổ chức kia biết tô tiểu thư ra tay từ có chừng mừng biết sẽ không làm hại đến lệnh hồ thu nên đã cảnh cáo tô tiểu thư một lần, tự nhiên không cần cảnh cáo lần thứ hai. Thiệu bình ba hừ lạnh, chỉ có thể nói là có thể như vậy, còn thật sự có như vậy hay không, có lẽ trong lòng chiếu tỷ hiểu rõ hơn chúng ta cho nên mới muốn ngươi gửi tin nhắc nhở chiếu tỷ. Mặt khác, nếu quan hệ của lệnh hồ thu và nghiêu hữu đạo thật sự tốt như vậy, một khi có người tập kích nghiêu hữu đạo, ai có thể cam đoan lệnh hồ thu sẽ không ra tay cứu. Chỉ cần tổ chức kia không nhắc nhở chiếu tỷ, Lệnh hồ thu kia trong tổ chức 89 phần là tồn tại bí mật, cho dù không phải người của tổ chức kia thì chắc chắn cũng có quan hệ không cản. Thiệu tam tỉnh, nếu thật sự như vậy, chuyện nghiêu hữu đạo có cần nhắc tô tiểu thư dừng tay? Không, thiệu tam tỉnh khoát tay, nếu lệnh hồ thu thật sự là người của tổ chức kia, lúc này không cảnh cáo chiếu tỷ là vì không muốn để lộ thân phận lệnh hồ thu, từ đó có thể thấy tổ chức có mức độ bảo mật rất cao với thân phận của lệnh hồ thu. Chiếu tỷ nếu biết rồi e là sẽ tự gây phiền toái cho mình nói với chiếu tỷ bảo nàng nên làm thế nào thì làm thế ấy, nên giả vờ như không biết gì, chỉ cần nắm chắc tâm lý là được. Vâng, đã hiểu, lão nô sẽ gửi tin cho tô tiểu thư. Thiệu tam tỉnh gật đầu đáp, đợi trong phòng chỉ còn một mình, thiệu bình ba vẫn không ngừng đi qua đi lại trong phòng, cuối cùng đi đến trước ngọn đèn thì dừng lại, đầu ngón tay không ngừng gõ trên án, nhìn chằm chằm ánh lửa tự nói, một tán tu có thể có ngày hôm nay, trả trách. Hiểu nguyệt các, xem ra luôn có ý đồ với bên này ta phải xem thử ai có ý đồ với ai. Cả nhóm người cùng nhau đi, càng đi càng hoang vu. Cuối cùng, cả nhóm đi tới một tiểu trấn bụi bặm nhìn ra xa, cả tiểu trấn làm cho người ta có cảm giác giống như một vùng đất màu vàng, tầm mắt vượt qua tiểu trấn, đằng xa phía sau tiểu trấn có một dãy núi vắt ngang. Biển cát vô biên vô tận phía sau có trận một dãy núi, muốn đi qua phải vứt tỏa kỵ. Lệnh hồ thu ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa chỉ chỉ dãy núi phía trước rồi lại chỉ tay về phía một con đường đi thông ra ngoài tiểu trấn, lão đệ thực sự không định đi thẳng tề quốc mà muốn đổi đường đi vô biên các sao. Vô biên các là một tồn tại giống trích tinh thành và băng tuyết các, khác biệt là nằm ở trong sa mạc minh mông, bởi vì bốn bên là biển cát vô biên vô hạn, cho nên được gọi là vô biên các. Như hữu đạo, vượt qua biển cát cũng có thể đến tề quốc, về thời gian hình như cũng chẳng chênh lệch mấy nhỉ. Hồng tụ cười nói, về thời gian đúng là không tranh lệch lắm nhưng một bên là ngồi trên lưng ngựa một bên là phải hao phí pháp lực để đi đạo gia không thương tiếc mấy nữ nhân chúng ta sao hơn nữa đạo gia đi vô biên các chắc chắn phải lưu lại về thời gian chắc chắn sẽ có tranh lệch như hữu đạo nói nghe qua đại danh của vô biên các nhưng chưa được đến đã tới đây rồi thì cũng thuận đường mở mang kiến thức nếu không cứ đi lướt qua há không đáng tiếc sao dù sao muốn đến một chuyến cũng không dễ dàng lệnh hồ thu ha ha nói lão đệ nói gì mà cần chiến mã gấp, ta thấy dọc chặng đường này đệ lúc nên đi thì đi, lúc nên nghỉ thì nghỉ, không hề vội vàng, trông chẳng giống đang gấp gì cả. Như hữu đạo nhìn bốn phía một vòng, khóe miệng nở nụ cười ý vị sâu xa, có nhiều thứ gấp cũng không gấp được, cũng không tiện thúc giục huynh trưởng đi vội, sợ huynh trưởng vất vả quá, may là cả chặng đường này rất bình an. Nói thật, từ sau khi ta rời khỏi Thượng Thanh Tông lúc ra ngoài chưa từng được thuận lợi, kiểu gì cũng sẽ gặp phải nguy hiểm, đây là lần đầu thuận lợi như vậy không phất lạnh như băng liếc mắt nhìn hắn, Hồng tụ mỉm cười. Trong lòng lệnh hồ thu nói thầm, thuận lợi cái rắm, còn không phải ta cản lại cho ngươi ngươi thử thuận lợi cho ta xem đi. Ngoài mặt thì cười ha ha nói, thế chẳng lẽ không tốt. Như hữu đạo, có điều nói đi thì phải nói lại, dù có phiền phức cũng chẳng sợ, chỉ cần báo đại danh huynh trưởng ra chắc chắn có thể trừ ta. Nói còn êm tai hơn hát, lệnh hồ thu lắc đầu, đánh ngựa chậm rãi đi vào tiểu trấn được rồi, đừng nói nhảm nữa, muốn đi vô biên các thì cũng đừng lề mề ở đây nữa, đến vô biên các hãng nghỉ ngơi cũng không muộn. Cả nhóm tiến vào tiểu trấn nghỉ một chút, ăn uống một ít rồi lại ra khỏi tiểu trấn, bỏ tòa kỵ lại, trên người có thêm một bình nước ra dê. Bóng người bay nhanh như cướp trên sa mạc hoang nguyên, đến dưới chân dãy núi lại bay thẳng lên, lên đến đỉnh núi rồi lại bay giữa các đỉnh núi. chương 373, vô biên các, sắc thái rất đơn giản, khu vực rất hoang vu khiến cả đám tu sĩ tự tin có thể tung hoành giữa trời đất cảm thấy mình nhỏ bé mấy người nhìn nhau khẽ gật đầu chợt lần lượt thả người nhảy vọt ra gió đang gào thét bên tai cả đám đang lướt đi giữa những đỉnh núi giống như những con kiến cánh giữa trời đất họ đáp xuống một cồn cát rồi lại nâng người bay lượn tiếp cả đám người không ngừng lên lên xuống xuống trong biển cát mênh mông nhanh chóng bay vào sâu trong sa mạc sau hai canh giờ lệnh hồ thu đưa tay ra hiệu một chút không vội nghỉ ngơi một chút khôi phục chút pháp lực, đừng để pháp lực tiêu hao quá nhiều không gặp phải phiền phức sợ là khó ứng đối. Y suy nghĩ như vậy không phải không có nguyên nhân, y biết rõ có người để mắt tới nhiều hữu đạo, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nơi này chỉ có y và hai thị nữ có tu vi kim đan, bên nhiều hữu đạo toàn bộ đều tu vi trúc cơ kỳ. Lệnh hồ thu lấy bình nước ra dê ra, ra hiệu hai thị nữ cảnh giới, còn mình mở bình ra chậm rãi uống nước. Mấy người nhiều hữu đạo cũng đều lần lượt lấy bình ra nước uống nước, đồng thời ngắm nhìn xung quanh. Ngoài trời xanh mây trắng và cồn cát, bốn phía đều không nhìn thấy gì, xung quanh trống trải vắng vẻ, chợt có một trận gió thổi đến khiến những hạt cát trên cồn cát lăn lộn xuống dưới. Các ngươi từng tới vô biên các chưa? Như hữu đạo buông bình nước xuống hỏi hắc mẫu đơn và đoạn hổ. Hai người gật đầu, hắc mẫu đơn nói, chúng ta đã kết nhón đến ba lần. Như hữu đạo khẽ vuốt cằm, sau đó mấy người đều lần lượt ngồi xếp bằng trên mặt cát nóng hổi, lấy linh nguyên đan ăn vào, điều tức khôi phục. Lệnh hồ thu cũng vậy, hồng tụ và hồng phất cảnh giới xung quanh cho mọi người. Khoảng nửa canh giờ sau, một động tính cực kỳ dị thường truyền đến, cả nhóm đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa lần lượt mở mắt cùng nghiêng đầu nhìn về phía một cồn cát cách đó không xa. Họ lập tức nhìn thấy năm con bọ cạp cơ thể to lớn đang lắc đầu vẫy đuôi trên đồi cát. Thứ này như hữu đạo đã từng thấy được miêu tả trong thượng thanh thập di lục, tên là sa hạt, có thể nói là quái vật sống trong vùng sa mạc này, lui tới như gió trong sa mạc, tốc độ bò cực nhanh, lớp vỏ cứng rắn, gai độc phần đuôi có kịch độc, kiến huyết phong hầu, lực công kích rất cường hãn, có nhược điểm, sợ nước. Nghe nói lớp vỏ cứng rắn bên ngoài của sa hạt một khi gặp nước, lập tức sẽ mềm hóa, cho nên e ngại nước. Cho dù đã từng đọc miêu tả nhưng đây vẫn là lần đầu Ngưu Hữu Đạo nhìn thấy loài bò cạp to bằng con nghe thế này, toàn thân trừ con mắt màu trắng xám những vị trí khác có màu sắc như hòa thành một khối với sa mạc, nếu như ẩn nấp trong sa mạc rất không dễ nhìn ra, nghe nói xa hạt càng lớn cho dù không tính chiều dài của đuôi thì cơ thể cũng dài hơn một trường năm con sa hạt lắc đuôi kịch liệt như đang phát ra tín hiệu công kích đang vù vù chạy từ trên cồn cắt xuống không sai không phải leo xuống mà nhờ vào cấu tạo đặc biệt phần bụng như ván trượt xoẹt một cái tuột xuống chân tay còn có thể làm cán trèo tăng tốc vì vậy tốc độ cực nhanh đáng sợ hơn là phần bụng kề sát đất có thể trượt phần bụng cách mặt đất có thể bật lên chân tay bắn ra nhảy lên một cái đã lao xuống cồn càn bàn tay hồng tụ hồng phất xoay liên hồi, nhanh chóng cách không bổ ra từng trường lực đánh cho sa hạt bay ra ngoài. Năm con sa hạt căn bản không cách nào tới gần được cồn cát bên này. Nhưng chúng dù chết không sần lòng, vẫn tiếp tục lao tới. Nghiêu hữu đạo đưa tay bắt lấy chuôi kiếm, lệnh hồ thu đang chú ý xem vội đưa tay ra ngăn cản, nói không phải không giết nổi bọn chúng mà là những quái vật này sớm đã thích ứng với hoàn cảnh sa mạc, kiếm đồ ăn trong hoàn cảnh ác liệt, khứu giác bẩm sinh linh mẫn, một khi người thấy mùi máu tươi, xa hạt trong vòng phương viên trăm dặm cũng có thể chạy đến. Thứ này trải khắp sa mạc, vài con còn đối phó được, một khi lít nha lít nhít chạy tới từ bốn phương tám hướng thì chẳng khác nào rơi vào trong đại quân, không giết hết được, càng giết càng nhiều, không cẩn thận còn có thể trúng chiêu, đến lúc đó chúng ta cũng chỉ có trốn chạy. Cho nên chỉ có thể đánh lui nó, không thể đánh chết, đợi lúc bọn chúng thấy ăn không trôi tự nhiên sẽ rút lui. Phương diện này như hữu đạo biết, trong thượng thanh thập di lục có từng miêu tả, cầm kiếm chẳng qua chỉ để đề phòng vạn nhất. Nghe nói dưới vùng sa mạc này có một tòa cổ thành. Ngưu Hữu Đạo hỏi một tiếng, lệnh hồ thu gật đầu, đúng là có lời đồn như vậy, tương truyền rất lâu trước đây, ở đây vẫn là một vùng đất cây cỏ xanh um, sau khi trời đất dị biến cát vàng mới vùi lấp nơi này, tòa thành cổ kia cũng táng thân ở đó. Có vài người cũng bất ngờ gặp được thành cổ kia, có điều cho dù có gặp được chẳng chẳng có ý nghĩa gì. Dường như để chứng minh lời của lệnh hồ thu, năm con sa hạt kia đúng là bị đánh cảm thấy ăn không trôi, thấy từ đầu đến cuối chẳng làm được gì bên này cuối cùng cũng lần lượt quay đầu bỏ đi, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Đám người nên làm gì lại tiếp tục làm đó, lệnh hồ thu đứng dậy, đổi cho hồng tụ, hồng phất điều tức khôi phục. Lệnh hồ thu chắp tay nhìn về phương xa, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy phía xa có vài bóng người bay lượn tới lui, không cần phải nói, chắc chắn đều là tu sĩ lui tới vô biên các. Cả nhóm một lần khởi hành lên đường, lần này nghỉ ngơi giữa đường đã đủ rồi, sau đó thì trực tiếp đi thẳng đến vô biên các. Trong sa mạc đột nhiên có một hòn núi đá màu đen cực lớn đứng sừng sững, đỉnh núi có từng cái hồ lớn nhỏ giống như những viên minh châu lớn nhỏ đựng trong cái nâm lớn phản chiếu trời xanh mây trắng khiến người ta thoải mái tinh thần. Nơi này gần như không có mưa, nhưng nước trong hồ trên núi này lại có thể duy trì quanh năm, chưa hề giảm đi, khá là thần kỳ. Lệnh hồ thu nói như vậy, như hiểu đạo liền hiểu rõ nguyên lý trong đó, không hề cảm thấy có gì thần kỳ. Từ sau khi nơi này bị tu sĩ phát hiện, những kỳ phong quái thạch lớn nhỏ sừng sững trong hồ đều được cải tạo, tạo thành những đình đài lầu các và động phủ, trở thành cửa hàng của các môn các phái. Trên hồ khắp nơi là những cầu đá cao cao thấp thấp, lên lên xuống xuống, người không quen thuộc tới đây, không lạc đường mới là chuyện lạ. Cũng chính vì vậy nơi đây không cho phép đánh nhau, một khi phát hiện, chắc chắn nghiêm trị. Có quy củ này cũng có thể lý giải được, một khi tu sĩ đánh nhau một vài cây cầu e sẽ không chịu được sự dày vò của tu sĩ. Ở đỉnh cao nhất trong hồ, có một nơi mái cong chạm trổ đẹp đẽ nhất, có thể nói là hoành tráng nhất nơi này, đó chính là Vô Biên Các. Dưới trướng Vô Biên Các có khách sạn, gọi là khách sạn Thiên Hồ. Dĩ nhiên nhóm nghiêu hữu đạo muốn vào ở khách sạn Thiên Hồ. Mấy người hắc mẫu đơn cũng quen rồi, đạo gia này nếu có thể có lựa chọn tốt thì chắc chắn sẽ không bạc đãi bản thân. Lúc đi trên cầu đá giao thoa, nghiêu hữu đạo chợt thấy mặt nước sóng ngầm cuồn cuộn liền dừng chân đưa mắt quan sát, thấy bên dưới có vài bóng đen mờ mờ đang lộn qua lộn lại. Lệnh hồ thu đi theo bên cạnh rừng bước, cười nói, là sủng vật của các chủ vô biên các, giao long trong thiên hồ, nghe nói chỉ cần cơ duyên phù hợp là có thể tiến hóa thành rồng thật trong truyền thuyết. Đây cũng chính là một cảnh sắc của vô biên các, mỗi khi đêm đến trăng sáng thường nghe được rồng ngâm, có điều rất ít người có thể nhìn thấy được diện mạo thật sự của bọn chúng. Như hữu đạo khẽ gật đầu, cái này hắn cũng từng thấy có ghi lại trong thượng thanh thập di lục. Nói là nơi đây vốn là một đầm nước động, khi đó vô biên các vẫn chưa tồn tại, tu sĩ lui tới đều đến đây để lấy nước, sau đó không biết trong nước xảy ra chuyện gì đột nhiên xuất hiện hai con dao long, cũng không biết từ đâu đến, nghe đồn là từ trong lòng đất chui ra, một đực một cái, gây ra sóng gió, khiến không ít tu sĩ tử thương. chương 374, đều để mắt tới một. Sau đó Lam Đạo Lâm một trong cửu đại trí tôn nghe tin liền giá lâm, hàng phục hai con dao long này, sau đó Lam Đạo Lâm liền tự chia vùng này cho mình, sáng lập vô biên các ở đây, các chủ vô biên các chính là Lam Ninh Nhi Tử Lam Đạo Lâm về sau trong thiên hồ lại xuất hiện một tiểu giao long, mọi người đoán hẳn là do một được một cái giao long kia sau khi giao phối sinh ra. Giao long trong truyền thuyết dĩ nhiên nghiêu hữu đạo cũng muốn nhìn thấy diện mục thật của chúng một lần, nhưng dù thế nào cũng chỉ nhìn thấy bóng đen lướt qua dưới nước, dù đứng im chờ một lúc lâu vẫn không thấy chúng hiện thân nữa, ngay cả hình dáng đại khái cũng không nhìn thấy rõ khiến hắn không khỏi hơi tiếc nuối. Sau khi vào ở trong khách sạn thiên hồ, nghiêu hữu đạo đẩy cửa sổ ra, những chỗ có vị trí hơi cao bên ngoài đa phần đều là cửa hàng. Nghiêu Hữu đạo nhìn chằm chằm người qua người lại trên cầu đá bên ngoài, lại nhìn chằm chằm đầm sâu sóng biếc bên dưới liền quay đầu nói với Hắc Mẫu Đơn, cửa hàng ba môn phái cô đi làm quen đường chút đi, lỡ có chuyện gì cũng tiện liên hệ kịp thời. Hắc Mẫu Đơn đứng trong phòng xem xét, khi đặt phòng là do nàng tự ý quyết định, thuê cùng một gian với Nghiêu Hữu đạo, có thể nói là sẽ phải ở chung một chỗ. Nàng không để ý, Nghiêu Hữu đạo cũng chẳng quan tâm người ngoài nhìn thế nào. Rõ, Hắc Mẫu Đơn đáp một tiếng, quay người rời đi. Đoạn hồ mau chóng tiến vào, tiếp việc của hắc mẫu đơn, cẩn thận kiểm tra từng góc trong gian phòng, sau đó nhóm lò pha trà. Lúc hắc mẫu đơn trở về đã đem theo trưởng quỹ cửa hàng ba phái tới gặp Ngưu Hữu Đạo. Hai bên nói chuyện một hồi lâu, Ngưu Hữu Đạo hỏi không ít vấn đề, chủ yếu là liên quan đến tình hình vô biên các. Tới đây rồi thì không thể tránh khỏi đi lòng vòng ngắm nhìn mở mang tầm mắt, lệnh hồ thu một mực đi cùng. Cả nhóm đi dạo đến khi trời tối muộn mới trở về phòng riêng của mình. Nưu Hữu Đạo vừa đi đến trước cửa sổ bưng tách trà nhỏ ngồi xuống ngắm trăng, một con kim xí lướt đến trong bầu trời đêm, trực tiếp chui vào trong cửa sổ. Hắc Mẫu Đơn đưa tay đón kim xí, lấy mật tín trong ống ở chân ra, tìm bút mực giấy nghiên, dịch nội dung trong mật tín ra đi tới trước cửa sổ dâng lên, đạo ra, Bắc Châu đưa tin. Nưu Hữu Đạo quay đầu nhìn, nhận mật tín xem xét. Hắn vừa xem đã biết Trần Quy Thạc gửi tin tới, nội dung trong thư khiến hắn nhíu mày. Xem mà không hiểu có ý gì, chính Trần Quy Thạc cũng không biết có ý gì. Dù sao đột nhiên bị Thiệu Bình ba điều đi làm việc, quá mức đột ngột, trong lúc nhất thời bị cắt đứt liên lạc với người đưa tin ở Bắc Châu, lại không tiện mượn tay người khác truyền lời cho nên mãi khi trở về phủ thành Bắc Châu mới có thể truyền tin đi. Địa đồ Hàn Quốc, Nưu Hữu Đạo buông tách trà đứng dậy, Hắc Mẫu Đơn lập tức lấy địa đồ hắn muốn xem từ trong bao ra, mở ra trên bàn. Nưu Hữu Đạo nhìn chằm chằm địa đồ một lát, lại yêu cầu bút than so sánh với nội dung trong mật tín, tìm được đường thủy Trần Quy Thạc nói tới, núi các đoạn đường thủy được ký hiệu lại với nhau. Chỉ riêng địa danh, Hàn Quốc nhiều địa danh như vậy, nhiều dòng sông như vậy có quỷ mới biết là đang làm gì, sau khi ký hiệu ra, tất cả đều lập tức rõ ràng hơn nhiều. Bắc Châu thông ra cửa biển, cửa biển thông với Bắc Châu, ngón tay vẽ trên lộ tuyến hai lần, nhiều Hiếu đạo như có điều suy nghĩ, khóe miệng dần dần nhếch lên, lộ ra một nụ cười quỷ quyệt, nói thầm một tiếng, chiến mã. Hắc mẫu đơn thử hỏi, Bắc Châu muốn vận chuyển chiến mã từ đường biển. Nghiêu hữu đạo nhìn chằm chằm địa đồ trên bàn khẽ gật đầu, ngoại trừ chiến mã ta không nghĩ ra còn có thứ gì khiến hắn mạo hiểm lén lút ở cảnh nội Hàn Quốc như vậy. Hắc mẫu đơn hỏi, làm từ tề quốc sao? Nghiêu hữu đạo, hoàn cảnh lớn không thay đổi, khó khăn lớn mọi người phải đối mặt dĩ nhiên cũng chẳng khác nhau nhiều, về mặt phương hướng lớn thực ra cũng chẳng có bao nhiêu lựa chọn. Chiến mã hai quận của vương gia cần phải trông cậy vào tề quốc nhu cầu của địa bàn bắc châu lớn như vậy càng không không có lựa chọn nào khác con đường này gần như xuyên qua khắp hàn quốc lá gan bắc châu lớn thật hắc mẫu đơn nhìn chằm chằm địa đồ chật chật thán phục một tiếng lá gan không lớn có thể nuốt được bắc châu sao ngón tay nghiêu hữu đạo gõ gõ vị trí bắc châu cười hi hi nói đây chính là kẻ vừa bắt đầu đã dám đối kháng cả hàn quốc và yến quốc mượn tạm đường thủy hàn quốc dùng một chút đối với người ta mà nói căn bản chẳng là gì con đường thủy này cũng không phải trong thời gian ngắn có thể khơi thông cũng không dám để hàn quốc biết chỉ có thể lặng lẽ làm từ từ xem ra đã sớm bỏ sức trên con đường thủy này nói cách khác người ta đã có kế hoạch từ sớm ngay từ đầu chưa hề sợ hãi quả thực coi hàn quốc to lớn kia như chỗ không người vậy hắc mẫu đơn ngẩng đầu hỏi nói vậy đại thiện sơn chắc chắn có thể lấy được chiến mã từ tề quốc chỉ e không chỉ đại thiện sơn sau lưng hắn có thể có thế lực lớn hơn thần bí hơn nghiêu hữu đạo hít mắt tự nói nghiêu hữu đạo có phán đoán này không phải không có nguyên nhân trong sự kiện lục thánh Trung, như Hiếu Đạo đã gửi báo động khẩn cấp, sau đó lúc nhàn rỗi đã bẩm báo lại tường tận sự việc. Có báo cáo chính xác của Trần Quy Thạc, chính mắt thấy bên cạnh Thiệu Bình Ba xuất hiện một đám người thần bí. Lục Thánh Trung vốn không dễ dàng xa lưới như vậy chính vì có sự xuất hiện của đám người này mới khiến Lục Thánh Trung nhanh chóng bị bắt. Khỏi cần phải nói, chỉ dựa vào ba con tòa kỵ phi hành đủ để khiến Nhiêu Hữu Đạo âm thầm kinh hãi. Giá của tòa kỵ phi hành không thấp, một con đã hơn ngàn vạn kim tệ, đại thiện sơn không thể dùng được thứ xa xỉ như vậy. Thế lực có thể sử dụng tòa kỵ phi hành ngoại trừ triều đình các nước, trên cơ bản chỉ có mấy thế lực có vị trí trong liên minh giới tu chân phiếu miếu các, có tư cách thảo luận trong phiếu miếu các mới có được. Huống hồ không phải chỉ có một tòa kỵ phi hành mà một lúc có đến ba con. Sau chuyện đó hắn đã nhận thức sâu sắc, sau lưng thiệu bình ba còn ẩn giấu một thế lực thâm bất khả chắc. Hắc mẫu đơn kinh ngạc, đạo ra, người nói sau lưng thiệu bình ba còn có thế lực lớn hơn đại thiện sơn. Chuyện này không thể nào, nếu thật sự có tồn tại như vậy, bề mặt Bắc Châu không thể không có chút động tính gì, há có thể để DTH một mình độc chiếm địa bàn Bắc Châu. Sau lưng Thiệu Bình Ba nếu thật sự có thế lực lớn như vậy, đạo gia đối nghịch với hắn, sao thế lực đó lại ngồi yên không để mắt đến. Như Hữu đạo trầm ngâm nói, cho nên ta mới cho rằng cỗ thế lực này rất thần bí, dường như không dám trổi ra ngoài. Tóm lại chắc chắn có cỗ thế lực này tồn tại nhưng tình hình ta biết được còn ít, chỉ cảm thấy quan hệ giữa thế lực này với Thiệu Bình Ba có gì đó không ổn, chính như cô nói, ta cũng không biết rõ có chuyện gì xảy ra. Sự tồn tại của thế lực thần bí này hắc mẫu đơn không hiểu hắn làm thế nào biết được liền không kìm được nhìn mật tín trên tay hắn, không biết tin tức này đến từ cùng một người với người đứng sau mật tín này không. Nàng vô cùng tò mò về chuyện này, nàng không biết như hiếu đạo đã cắm mạng lưới thám tử trí mạng như vậy bên cạnh Thiệu Bình Ba từ khi nào, những thám tử này quả thực đã cắm vào chỗ yếu hại của Thiệu Bình Ba. Nguyên nhân rất đơn giản, Thiệu Bình ba mưu đồ con đường thủy bí mật ở Hàn Quốc chắc chắn là chuyện tuyệt mật, không phải người Thiệu Bình ba tin tưởng thì không thể nào đi kiểm tra con đường thủy này. Có thể tiếp xúc được thế lực thần bí sau lưng Thiệu Bình ba dường như cũng có thể nói thông rồi. Chính vì vậy, Hắc Mẫu đơn đột nhiên âm thầm mừng rỡ, như vậy Tức Đạo gia đã thực sự coi nàng là người của mình, nếu không sẽ không để nàng biết được sự tồn tại của thám tử tuyệt mật này. Chương 375, đều để mắt tới hai. Trong nháy mắt Tâm trạng Hắc Mẫu Đơn đột nhiên trở nên cực tốt. Có điều nàng lại nghe Nghiêu Hữu Đạo tiếp tục nói, con người Thiệu Bình Ba, lần đầu tiếp xúc với hắn ta đã hiểu rõ hắn là ai, tuyệt đối không phải kẻ vớ vẩn, mặc kệ cỗ thế lực kia lớn chừng nào, thần bí chừng nào, Thiệu Bình Ba chắc chắn sẽ không để mặc cho người ta tùy ý bài bố, sớm muộn gì hai bên cũng phải phân cao thấp. Hắc Mẫu Đơn đột nhiên cười phì một tiếng, Nghiêu Hữu Đạo sướng sờ, không kìm được vui vẻ nói, tâm trạng của cô không tệ nhỉ. Hắc Mẫu Đơn liếc mắt đưa tình với hắn, ta đang rất vui. Mật Thám bên cạnh Thiệu Bình Ba là ai? Người yên tâm, có đánh chết ta cũng không nói ra đâu. Cuối cùng Nghiêu Hữu Đạo đã hiểu nàng vui vẻ chuyện gì, đổi đề tài cái này cũng đáng để cô bật cười sao? Hắc Mẫu Đơn khinh bỉ một chút, lúc không có người ngoài, nữ nhân này cũng hơi làm càn với Nghiêu Hữu Đạo, chẳng hạn chơi vài trò mập mờ, đây chính là ưu thế của nữ nhân, nam nhân mà dùng mị nhãn như vậy với Nghiêu Hữu Đạo chắc đã bị đánh chết rồi. Thấy hắn không nói. Hắc mẫu đơn cũng không ép hỏi nữa, biết rõ có một vài việc không tiện nói ra liền buông tiếng thở dài nói, ta chỉ cảm khái một chút, người và thiệu bình ba không phải đối thủ một mất một còn sao, ban nãy nghe người nói vậy, ta có một cảm giác. Nàng là người tham gia vào việc phát tán bài đồng giao, biết mối thủ của Ngưu Hữu Đạo và Thiệu Bình Ba, chuyện băng tuyết các không nói tới nàng cũng biết hai bên là tử thù của nhau. Ngưu Hữu Đạo hồ nghi, cảm giác gì? hắc mẫu đơn than thở nói tại sao ta cảm thấy hai người các người là đối thủ một mất một còn nhưng đều để mắt đến thế lực thần bí kia giống như đều không nhuận mắt nó vậy nghiêu hữu đạo cũng vui vẻ có sao hắc mẫu đơn gật đầu thiệu bình ba ta không biết dù sao ta cũng chắc chắn là người không vừa mắt với thế lực thần bí kia tình hình hiện tại thế nào còn chưa biết chẳng có gì thuận hay không thuận mắt đối phương không công khai giúp thiệu bình ba đối phó ta chắc chắn là có chỗ kiêng kỵ khả năng sau này công khai đối phó ta cũng không lớn nghiêu hữu đạo lắc đầu ánh mắt lại rơi xuống địa đồ thế lực đại thiện sơn có thể dễ dàng lấy được chiến mã từ tề quốc vậy sao ta chỉ lo lắng thế lực thần bí kia sẽ giúp thiệu bình ba một tay hắc mẫu đơn nói cái này không phải rất đơn giản sao chắc chắn hàn quốc phải đề phòng ngoại địch thần tốc tiến quân vào bụng mình vị trí đường thủy quan trọng chắc chắn có sắp đặt cửa ải kiểm tra chắc chắn có chú quân muốn ngăn cản thiệu bình ba đắc thủ rất dễ dàng chỉ cần lộ tin tức cho triều đình hàn quốc chắc chắn bắc châu sẽ khổ không thể tả Ta cũng không tin thế lực thần bí kia có thể để mặc Bắc Châu như vậy, nếu thật sự có thể nhẫn nại thì cũng chẳng quả chỉ giả vờ thần bí mà thôi. Như hữu đạo hơi có vẻ trầm mặc, lúc đầu đúng là hắn có ý tưởng này nhưng đã rất nhanh bị chính hắn phủ định, một khi làm như vậy, Trần Quy Thạc rất có thể sẽ bại lộ. Trong lòng hắn rất rõ, ở mức độ nào đó, hắn và Thiệu Bình Ba là cùng một loại người. Khi người vừa người đối mặt với vấn đề, khác biệt lớn nhất thực sự là tư duy logic khi đối mặt với vấn đề, có người sẽ suy nghĩ từng điểm từng điểm của vấn đề, có người sẽ dùng phương thức tư duy hình quạt, hắn và Thiệu Bình Ba đều là người có tư duy logic hình mạng nhện, chỉ cần có chút côn trùng chạm vào sẽ lập tức có phản ứng. Lục Thánh trung xảy ra chuyện, bên Ngụy Đa lập tức chặt đứt manh mối không để Thiệu Bình Ba cắn được. Lần này nếu để chuyện đường thủy bại lộ, e là Thiệu Bình Ba sẽ lập tức có thể khóa chặt mục tiêu phản bội. Dù có nhiều người hơn nữa dính vào, dù có nhiều người có thể tiết lộ bí mật hơn nữa cũng vô dụng đều không thể che giấu được, như hữu đạo tin Thiệu Bình Ba có năng lực đó. Muốn cắm người nằm vùng bên cạnh Thiệu Bình Ba rất không dễ, loại người này tính cảnh giác quá cao, năng lực tư duy logic quá mạnh, thậm chí có thể dùng từ kinh khủng để hình dung. Đến giờ hắn vẫn chưa nghĩ ra làm sao Thiệu Bình Ba có thể nhanh chóng đoán ra hắn muốn đi băng tuyết các tìm xích dương chu quả. Ở khách sạn Thải Hồng bị sở an lâu làm nhục có thể là do Thiệu Bình Ba ban tặng. Hắn trầm mặc hồi lâu, trăm phương ngàn kế trở tay một kích, ai ngờ lại bị Thiệu Bình Ba dùng thủ đoạn không tưởng giết mẫu tử Nguyễn Thị Tránh thoát một kiếp. Đối phó loại người này, hắn biết rõ, muốn đưa tồn tại thứ hai như Trần Quy Thạc đến cạnh hắn ta thực sự có khả năng cực kỳ nhỏ. Ân oán của Trần Quy Thạc và Nghiêu Hữu Đạo hắn bắt nguồn từ lúc nào, là bắt đầu từ Thượng Thanh Tông, khi đó hắn còn chưa quen Thiệu Bình Ba, sau đó đến Nam Sơn Tự, hắn vẫn chưa quen Thiệu Bình Ba, lại đến Kim Châu, hắn vẫn chưa quen Thiệu Bình Ba. Cho dù thiệu bình ba có là thần tiên cũng không thể ngờ rằng ân oán ở Thượng Thanh Tông là bầy bố vì hắn ta, cũng không thể cho rằng vụ chặn giết ở Nam Sơn Tự là bầy bố vì hắn ta, càng không thể nghĩ rằng chuyện giết Yến Sứ Kim Châu lớn như vậy là bầy bố vì hắn ta. Ân oán của Trần Quy Thạc và Nghiêu Hữu Đạo hắn cùng nối cùng chìm với Tống Gia, buộc chung với Tống Gia, mãi đến khi Tống Gia diệt môn mới cùng Tống Gia tìm đến thiệu bình ba nương tựa. Nội tình của Trần Quy Thạc đơn giản không có kẽ hở, hoàn mỹ đến mức không chê vào đâu được, dù có suy nghĩ thế nào cũng không thể ngoài nghi. Giờ xem ra, tác dụng Trần Quy Thạc phát huy được cũng rất lớn. Nếu không phải Trần Quy Thạc truyền tin về, hắn căn bản không thể biết sau lưng Thiệu Bình Ba còn có thế lực thần bí như vậy, không biết điều này sau này có thể sẽ thiệt thòi lớn. Nếu không phải Trần Quy Thạc truyền tin về, hắn cũng không thể nắm được tin tức đường thủy tuyệt mật của Thiệu Bình Ba, lúc nào cũng có thể cho Thiệu Bình Ba một đòn nặng nề. Không được, Như Hữu đạo lắc đầu, trong tình huống cần thiết tình nguyện để thiệu bình ba có được một lượng lớn chiến mã chứ không thể để lộ đường thủy kia của hắn. Hắc mẫu đơn giật mình, vì sao? Đạo gia, người có biết một khi thiệu bình ba có được một lượng lớn chiến mã, có vũ lực cường đại uy hiếp Bắc Châu rất dễ dàng phát triển an toàn. Nhiều hữu đạo vẫn lắc đầu, không cần thiết, không thể chỉ cân nhắc ngắn hạn được. Hắc mẫu đơn im lặng, cơ hội tấn công đối thủ nặng nề như vậy mà lại từ bỏ. Có một số việc nhiều hữu đạo không tiện giải thích với nàng, thực ra đạo lý rất đơn giản, Hắn không cho rằng Thiệu Bình Ba đi những chiến mã kia sẽ có thể vạn kiếp bất phục, với năng lực của Thiệu Bình Ba hoàn toàn có khả năng đông sơn tái khởi. Còn hắn, hiện giờ không cách nào hạ bệ hoàn toàn Thiệu Bình Ba, trên thực tế lần nào ra tay với Thiệu Bình Ba cũng đều thất bại. Với hắn mà nói, chỗ nguy hiểm nhất của Thiệu Bình Ba không phải là để ý Thiệu Bình Ba có được bao nhiêu chiến mã, nguy hiểm nhất chính là con người Thiệu Bình Ba. Không tìm được cơ hội một kích trí mạng hắn không thể tùy tiện để Trần Quy Thạc bại lộ. Đạo gia người sợ mật thám bên đó bại lộ. Hắc mẫu đơn vẫn không kìm được tận tình khuyên bảo, lúc xảy ra chuyện hoàn toàn có thể sắp xếp cho mật thám thoát thân. Nhiều hữu đạo khoát tay nói, được rồi, không nhắc tới việc này nữa, cắn chặt trong lòng đi. Ta không phải gỗ, ta biết hắn muốn làm gì há có thể ngồi yên để hắn đạt được ý đồ. Chỉ cần chiến mã vẫn còn trên địa bàn tề quốc sao đến phiên Hàn Quốc lấy được. Hắc mẫu đơn sững sờ, mắt chợt sáng lên, đúng vậy, tề quốc cũng không phải người chết, Nghiêu hữu đạo chắp tay nhìn ra ngoài cửa sổ, chầm chậm chầm ngâm nói, giang hồ cưỡi ngựa, gió cũng tốt, mưa cũng được. Ta giờ đang buồn bực là sao khách của chúng ta còn chưa tới, kỳ lạ, chẳng lẽ lệnh hồ thu thực sự có sức uy hiếp lớn vậy sao? chương 376, Giao Long khiếu nguyệt, hắc mẫu đơn, đạo gia, có lệnh hồ thu ở đây, đại thiện sơn thực sự không dám làm loạn đâu. Nghiêu hữu đạo đưa lưng về phía nàng nói, cho dù không có lệnh hồ thu, đại thiện sơn cũng sẽ không dám làm loạn với ta không nói đến chuyện của ta với Hoàng Liệt ở băng tuyết các, Đại Thiện Sơn cũng sẽ không vì thù riêng của Thiệu Bình Ba mà nhớ mãi không quên. Đổi lại là Thiên Ngọc Môn cũng sẽ không vì thù riêng của Vương Gia mà dày vò. Những môi phái đó không thực sự đụng chạm đến lợi ích của bọn hắn, bọn hắn sẽ không đi rước chuyện phiền phức linh tinh đâu. Huống hồ như cô đã nói, Đại Thiện Sơn ít nhiều cũng phải cho hắn chút thể diện. Hắc mẫu đơn lại khẽ giật mình, nàng cứ nghĩ đạo ra bầy bố để ứng phó Đại Thiện Sơn, không ngờ không phải Đại Thiện Sơn, nàng không khỏi hỏi vậy khách đạo gia nói là ai như hiếu đạo vẫn là câu nói kia ta lo lắng thế lực thần bí kia sẽ ra tay giúp hắn đại thiện sơn cũng không dám vọng động khả năng thiệu bình ba dùng các thế lực nhỏ khác ra tay rất thấp vì khả năng đắc thủ không lớn hắn đã từng thua thiệt trong tay ta nên sẽ không dễ dàng làm những chuyện chưa nắm chắc đâu cho nên chỉ cần có khách đến khả năng rất lớn là thế lực thần bí kia thế lực thần bí kia nếu thật sự giúp hắn làm loại chuyện này chuyện chiến mã càng không cần phải nói thế lực thần bí kia hẳn cũng sẽ tham dự. Sai rồi, không phải hẳn là, mà chắc chắn, chiến mã cực kỳ quan trọng với thiệu bình ba, cái giá thất bại rất lớn. Nói đến đây, hắn cười lạnh một tiếng, không biết những kẻ bên cạnh thiệu bình ba này là ai, địch tối ta sáng, ta sẽ rất bị động. Ngỗng qua lưu tiếng, người qua lưu vết, nếu đối phương án binh bất động, ngay cả kẻ địch là ai ta cũng không biết, ta sẽ không có chỗ ra tay, chỉ cần đối phương có hành động thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết ta muốn xem thử rốt cuộc thế lực thần bí kia là những kẻ nào. Hắc mẫu đơn, quan hệ giao thiệp của lệnh hồ thu thật sự rất có thể làm đối phương kiêng kỵ. Như hữu đạo đưa lưng về phía nàng lắc đầu, lệnh hồ thu cũng không đến mức khiến thế lực thần bí kia cũng kiêng kỵ đâu. Hắc mẫu đơn thắc mắc, sao biết được, như hữu đạo im lặng không đáp, trong lòng hắn biết rõ, thể diện lệnh hồ thu chưa đến mức không gì không làm được, có lẽ là còn có sức ảnh hưởng với đại thiện sơn, nhưng đối với thế lực có thể tùy tiện sử dụng ba tòa kỵ phi cầm mà nói, chỉ nói là có chỗ cắm rùi ở phiêu miếu các vẫn chưa đủ, chưa chắc người ta đã để loại lái buôn như lệnh hồ thu này vào mắt chứ càng không cần nói tới kiêng kỵ. thấy hắn không nói nguyên nhân, hắc mẫu đơn là người bên cạnh mà nói có nhiệm vụ đưa ra ý kiến tham khảo, nàng nhắc nhở đạo gia người đừng quên, người cũng biết chiến mã cực kỳ quan trọng với thiệu bình ba, giờ chuyện chiến mã mới là khẩn thiết, nói không chừng tinh lực chủ yếu của thiệu bình ba cũng đang dồn ở chiến mã, tạm sẽ không phân tâm đối phó người. như hữu đạo xoay người sang thở dài hắn muốn diệt trừ ta là tất nhiên ta ẩn nấp hơn năm nay không lộ diệt hắn mãi chưa tìm thấy cơ hội hạ thủ vất vả lắm ta mới xuất hiện một lần một khi ẩn nấp một lần nữa hắn muốn tìm cơ hội ra tay chỉ e không biết phải chờ tới năm nào tháng nào hắn có thể không quan tâm sao ta có thể chú ý đến bên bắc châu sao hắn không thể chú ý đến quận thanh sơn ta không tin hắn không thể cắm tai mắt ở quận thanh sơn ta cố ý đi dạo trong thành ta không tin hắn không biết ta rời núi rồi Sở dĩ trên đường đi ta không vội vàng, sở dĩ đang chờ khách đến, chính là muốn xem thử thế lực thần bí kia là ai. Nếu trong lòng không hiểu được ngọn nguồn, chúng ta muốn hành sự ở tề quốc sẽ khó khăn trồng chất. Thế lực thần bí ẩn nấp phía sau bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay với ngươi, chuyện sẽ càng phiền phức hơn. Cuối cùng hắn thở dài một tiếng, hắc mẫu đơn có thể phát hiện hắn trông bình tĩnh nhưng thực ra rất lo lắng. Nghe hắn nói vậy nàng hơi hiểu ra dụng tâm lương khổ hắn bố trí khi rời núi, cũng hiểu chuyện đạo gia kiếm chiến mã còn khó khăn, nguy hiểm hơn thiên ngọc môn. Trong lòng nàng không khỏi lo lắng theo, thu dọn chút đi, như hữu đạo giao mật tín sau lưng cho nàng đồng thời chỉ chỉ địa đồ. Hắc mẫu đơn lập tức tiêu hủy mật tín, địa đồ ký hiểu đường thủy cũng phải xử lý sạch sẽ. Gừ, 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 đúng lúc này ba tiếng gầm rít vang vọng bên ngoài, âm thanh không lớn lắm nhưng rất có lực xuyên thấu, giống như muốn xuyên thủng chín tầng mây. Hai người nhìn nhau nhanh chóng vọt đến trước cửa sổ nhìn ra xa. Ánh trăng như thủy ngân chiếu xuống vô biên các cũng khiến sóng nước trong hồ lấp loán, nhìn về phía phát ra tiếng gầm thì thấy trên mặt nước xuất hiện ba cây cột hai lớn một nhỏ đang quẩy lên gợn sóng trên mặt nước. Hai cơ thể lớn như hai cây già trắng kiện mạnh mẽ, cơ thể nhỏ nhỏ hơn cơ thể lớn một nữa. Cơ thể được bao phủ lân giáp dưới ánh trắng lóe lên tia sáng giống như vầng sáng mông lung đang bao trùm. Động tác có vẻ như đang ngửa mặt lên trời gào thét với ánh trăng, giao long khiếu nguyệt. Tiếc là ở trung tâm hồ khoảng cách hơi xa, lại thêm là ban đêm cộng thêm ánh trăng chiếu xuống nước khúc xạ sáng tối nên căn bản không nhìn rõ bộ dạng như hữu đạo vung tay lên đang định chỉ huy nguyệt điệp bay tới chiếu sáng để nhìn cho rõ hơn ai nghĩ đã có người không kịp chờ đợi trên một cầu đá bắt ngang qua đã có người chỉ huy nguyệt điệp nhanh chóng bay tới ngay lúc nguyệt điệp sắp đến gần thì soạt một tiếng cực lớn trong nước vẩy ra một cái đuôi lớn mặc dù đuôi lớn nhưng tốc độ cực kỳ nhanh chóng vừa lóe lên đã trực tiếp đập cho nguyệt điệp kia biến mất ha ha bên ngoài lập tức truyền đến những tiếng cười nhạo, Ngưu Hữu Đạo sướng sờ, không thể không dần nguyệt điệp của mình lại. Gừ, 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 trên mặt hồ lại là ba tiếng rồng ngâm, tiếp tục kéo dài hấp dẫn ánh mắt của đám người. Dưới ánh mắt của bao người, ba con dao long lắc đầu ra khỏi nước chậm rãi chìm xuống cuối cùng hoàn toàn biến mất trong mặt nước cuồn cuộn sóng quang. Lệnh Hồ Thu cũng đang đứng trước cửa sổ ngắm cười ha ha, khi ngẩng đầu nhìn về phía trăng sáng giữa trời đêm, bên ngoài lại vang lên tiếng đập cửa cộc cộc. Hồng tụ đi mở cửa, chỉ thấy ngoài cửa xuất hiện một hán tử phúc hậu, mở miệng liền hỏi, lệnh hồ tiên sinh có đó không? Hồng tụ nghi ngờ nói, người là, hán tử phúc hậu không kiêu ngạo không tự ti nói, hỏa kế khí vân tông, phiền trưởng quỹ của chúng ta và lệnh hồ tiên sinh là chỗ quen biết cũ, nghe nói lệnh hồ tiên sinh tới, sai ta tới bái kiến. Chờ một lát, hồng tụ khách khí một tiếng, không dám thất lễ với người của khí vân tông, nhanh chóng xoay người đi thông báo cho lệnh hồ thu. Lệnh hồ thu không lo lắng gì, ở đây không sợ có kẻ làm loạn vội nói cho mời hán tử phúc hậu rất nhanh được mời vào lý trân hỏa kế cửa hàng khí vân tông gặp qua lệnh hồ tiên sinh lý trân lệnh hồ thu đánh giá từ trên xuống nói trông có vẻ hơi lạ mặt hình như lúc trước ở cửa hàng khí vân tông chưa từng gặp ngươi hán tử phúc hậu lý trân cười nói ta ở đây đã rất nhiều năm cũng chưa từng thấy tiên sinh tới có thể là vừa vặn không gặp lệnh hồ thu cười ha ha thực ra đã rất nhiều năm rồi y của chưa tới đây những lời ban nãy chỉ là thăm dò nếu vừa gặp đã nói chưa từng gặp đối phương lại trả lời kiểu vừa mới đến thì mới thật sự là có vấn đề y cười hỏi phiền trưởng quỹ có phân phó gì sao lý trân nói trưởng quỹ mời lệnh hồ tiên sinh di giá đến cửa hàng có chuyện quan trọng cần thương lượng với tiên sinh lệnh hồ thu do dự một chút hỏi chuyện gì lý trân lắc đầu cái đó ta không biết chuyện trưởng quỹ không nói ta cũng không tiện hỏi nhiều tiên sinh cứ đi tự nhiên sẽ biết lệnh hồ thu khẽ gật đầu trưởng môn khí vân tông là người có chỗ cắm rùi trong phiếu miếu các, người khí vân tông đưa lời mời y không thể không đi. chương 377, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Nhưng y lại lo bên nghiêu hữu đạo, nếu y không có mặt sợ sẽ có người làm loạn, có điều nghĩ lại, cho dù người đó gan có lớn cũng không thể dám làm loạn ở đây. liền trả lời, Lý Huynh về trước, ta thu thập một chút lập tức đến ngay. Lý chân Cao mày nói, vậy mời lệnh hồ tiên sinh nhanh lên, đừng để trưởng quỹ đợi lâu. Dĩ nhiên rồi, lệnh hồ thu miệng cam đoan, Lý chân chắp tay, cáo từ đợi gã vừa đi, lệnh hồ thu gần như ra ngoài ngay sau đó, nói thu thập gì đó chỉ là giả, không yên lòng bên nghiêu hữu đạo mới là thật. Y dẫn hồng tụ, hồng phất sang chỗ nghiêu hữu đạo, gõ cửa bước vào. Kết bái huynh đệ đi chung một đoạn đường, hai bên coi như đã quen thuộc, mấy lời khách sáo đã không còn cần thiết, nghiêu hữu đạo trực tiếp hỏi, huynh trưởng có việc. Lệnh hồ thu ừ một tiếng, có chút việc, có một lão bằng hữu gọi ta đến gặp mặt ta phải qua đó một chuyến. Như hữu đạo lập tức hứng thú là muốn dẫn ta đi làm quen sao? Lệnh hồ thu khoát tay cười khổ nói, bối cảnh đối phương ta không tiện mạo muội dẫn người đến, ta tới là muốn hỏi đệ, để có việc gì cần ra ngoài không? Như hữu đạo sửng sốt một chút, ta có thể có chuyện gì? đến canh giờ này dĩ nhiên là muốn nghỉ ngơi rồi, ra ngoài làm gì? có muốn đi dạo thì cũng để sáng mai hãng tính. Lệnh hồ thu gật đầu, vậy là tốt rồi. nghe nói kẻ thù của đệ không ít tu vi của mấy người các đệ ta cũng thật sự không yên lòng, lúc không có mấy người bọn ta ở đây để cố gắng đừng chạy lung tung là tốt nhất. Ngưu hiểu đạo ha ha nói, khiến huynh trưởng phí tâm, huynh trưởng yên tâm, sẽ không chạy lung tung đâu, huynh trưởng cứ việc đi gặp bằng hiểu đi. Được, lệnh hồ thu gật đầu, chỉ cần người ở khách sạn thiên hồ hẳn sẽ không có chuyện gì, y cũng yên tâm rời đi. Tới gần một lầu các lờ mờ không ánh sáng gần khách sạn thiên hồ, một hán tử thân hình cao gầy chắp tay đứng trước cửa sổ, nhìn chằm chằm cửa ra vào của khách sạn thiên hồ không chớp mắt sau đó tiếng mở cửa vang lên một hán tử phúc hậu đi vào chính là lý chân vừa rồi đi gặp lệnh hồ thu gã đến bên hán tử cao gầy thấp giọng nói hắn đồng ý hán tử cao gầy thản nhiên nói phản ứng của hắn như thế nào có nghi ngờ không lý Trân nói phản ứng bình thường hẳn không có gì nghi ngờ trong cảnh nội vô biên các căn bản không cần phải lo xảy ra chuyện gì đi gặp trưởng quỹ cửa hàng khí vân tông thì có thể có chuyện gì chứ hoàn toàn không có lý do để nghi ngờ hán tử cao gầy lại nói lúc ngươi đi thông báo cho hắn hắn không ở cùng với mục tiêu à không lúc nô tài vào không thấy có mục tiêu lý Trân nói âm điệu bỗng nhiên thấp xuống ra rồi mắt hán tử cao gầy sáng lên nhìn chằm chằm về phía lệnh hồ thu và hồng tụ hồng phất đang ra khỏi khách sạn thiên hồ đưa tay ra hiệu lý chân lập tức rút cái hộp kim loại nhỏ như ngọc bội bên hông triệu nguyệt điệp không ngừng bay ra nguyệt điệp nhẹ nhàng nhảy múa Căn phòng đen như mực bỗng nhiên sáng ngời. Hai người lần lượt bay ra khỏi cửa sổ, chờ một lát sau, ánh sáng trong phòng biến mất, một cửa sổ khác được đẩy ra, hai người lại xuất hiện bên cửa sổ khác, đưa mắt nhìn ba người lệnh Hồ Thu rời đi. "Ngươi lập tức rời khỏi đây, đừng lộ diện nữa, lập tức đi đi." Hắn tử cao gầy nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ nặng nề một tiếng. "Rõ." Lý Chân Đáp hiểu rõ ý đối phương, bước nhanh ra khỏi lầu các, nhanh chóng trốn vào trong bóng đêm. Tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên hắc mẫu đơn mở cửa ra ngoài xem nam nhân để ba sợi dâu dài ngoài cửa khiến nàng hơi bất ngờ phan trưởng quỹ người đến chính là trưởng quỹ cửa hàng lưu tiên tông ở vô biên các, trước đó nàng từng mời đối phương đến trưởng quỹ ba phái cùng gặp mặt nghiêu hữu đạo đạo ra ở đây sao phan trưởng quỹ cười nói trong phòng vang lên giọng nghiêu hữu đạo phan trưởng quỹ tới sao hắc mẫu đơn vốn còn muốn bẩm báo một tiếng nghiêu hữu đạo đã lên tiếng nàng liền biết không cần phải ngăn lại nữa hoàn toàn mở rộng cửa nhường cho đối phương tiến vào rồi lại rỗi đầu ra ngoài cửa nhìn quanh một chút rồi mới lui vào phòng đóng cửa lại. Đạo gia, Phan trưởng quỹ đi vào chào. Như hữu đạo phất tay ra hiệu hắc mẫu đơn dâng trà, cười hỏi Phan trưởng quỹ có việc gì? Phan trưởng quỹ vội khoát tay với hắc mẫu đơn, ý không cần, đáp thực sự có chuyện quan trọng, người trong môn được phái đi xử lý chuyện chiến mã ở tề quốc đến, nói là mang tin tức quan trọng đến, muốn gặp đạo gia. Nghiêu hữu đạo lập đạo, người đâu? Sao không thấy tới? đang ở cửa hàng sao? Phan trưởng quỹ lắc đầu, không có, nói là ở tề quốc xảy ra chút chuyện nên đã trốn đến đây, sợ bị người ta để mắt nên không dám vào vô biên các, chỉ cho người đến nhờ ta truyền lời. Nói tin tức mang về rất quan trọng, tình hình cụ thể thế nào thì không chịu nói cho ta, nói sư môn dặn chuyện chiến mã phải liên hệ với người, hắn chỉ chịu gặp người, không gặp được người sẽ không chịu lộ diện, hẹn đạo ra gặp mặt ngoài vô biên các. Vẻ mặt hắc mẫu đơn nghiêm lại, không biết đã xảy ra chuyện gì mà làm ra vẻ nghiêm trọng như vậy nghiêu hữu đạo hỏi nơi gặp mặt cụ thể ngươi biết không phan trưởng quý biết nói chỉ cần người tới hắn sẽ tự lộ diện nghiêu hữu đạo được ngươi ở ngoài cửa chờ để ta thay bộ y phục dễ dạ hành đã được phan trưởng quý hơi hạ thấp người đi ra ngoài trước nghiêu hữu đạo bình tĩnh đưa mắt nhìn đợi vừa đóng cửa lập tức nghiêng đầu thấp giọng nói phát tín hiệu hắc mẫu đơn xứng sờ đạo ra hoài nghi phan trưởng quý nghiêu hữu đạo ta không phải hoài nghi phan trưởng quỹ mà là trên đường lệnh hồ thu đi theo quá sát ta muốn tạo cơ hội cho khách cũng khó lệnh hồ thu vẫn luôn như hình với bóng hắc mẫu đơn hơi không hiểu ý hắn liên quan gì đến chuyện trước mắt sao nghiêu hữu đạo trên đường đi chưa từng tách ra lệnh hồ thu vừa rời đi bên này liền có chuyện tìm ta còn muốn hẹn ta ra ngoài gặp mặt không phải quá trùng hợp sao hắc mẫu đơn vậy người vẫn hoài nghi phan trưởng quỹ nghiêu hữu đạo lệnh hồ thu không tìm ta dặn dò một tiếng không biết hắn rời đi e là ta sẽ không nghĩ nhiều cho dù lệnh hồ thu không đến dặn dò cẩn thận một chút không bao giờ sai cẩn thận một chút thuyền dùng được vạn năm đừng lề mề nhưng đầu ra hiệu một chút hắc mẫu đơn giả với nguyệt điệp tới đưa đến cửa sổ điều khiển nguyệt điệp bay vòng vòng trong cửa sổ mãi đến khi cửa sổ nào đó phía xa xa trước mặt cũng xuất hiện nguyệt điệp bay vòng vòng hắc mẫu đơn mới thu nguyệt điệp lại quay người khẽ gật đầu với nghiêu hữu đạo nàng ra hiệu đã xong rồi nghiêu hữu đạo đi tới vách tường một bên lấy áo khoác chùm đầu màu đen treo trên tường xuống áo khoác chùm đầu màu đen không phải của hắn đem đến mà của khách sạn chuẩn bị sẵn mỗi phòng có hai cái để chuẩn bị cho nhu cầu giữ bí mật của khách chuẩn bị cho vài khách muốn ra vào khách sạn mà không để lộ khuôn mặt thật áo choàng tung lên mặc lên người cột dây trước ngực mặc xong một cánh tay đưa ra từ trong áo choàng năm ngón tay nắm vào hư không một cái bảo kiếm gác trên kệ cách không dính vào trong tay cùng với cánh tay biến mất trong áo choàng rộng thấy hắc mẫu đơn cũng lấy áo choàng trên tường như hữu đạo bình tĩnh nói cô lưu lại không cần đi theo hắc mẫu đơn sửng sốt đạo ra đi một mình ừm Nghiêu hữu đạo gật đầu đưa tay xốc mũ phía sau đội lên đầu che nửa gương mặt lại hắc mẫu đơn lập tức lo lắng đè thấp giọng sốt ruột nói không phải người nghi ngờ có người muốn xuống tay với người sao lỡ thật sự là thế lực thần bí kia thì sao mưu tính ra tay với người lâu như vậy không ra tay thì thôi vừa ra tay tất nhiên là một kích chí mạng Nưu Hữu Đạo, nếu thật sự là thế lực thần bí kia, cô đi có tác dụng gì? Hắc Mẫu đơn lo nghĩ, thêm một người dù sao cũng tốt hơn không. Chương 378, khát máu một. thêm vướng víu à, như Hữu Đạo vừa nói vừa đi. Hắc Mẫu đơn vội vàng tiến lên, đưa tay ngăn cản hắn, đạo ra, người không thể mạo hiểm như vậy, đã nghi ngờ có vấn đề thì không nên đi. Những gì nói với cô trước đó đều vô ích sao? Có vấn đề mới phải đi. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, tránh ra đạo gia, người không thể đi, ta và đoạn hổ đi là được rồi. Mục tiêu của người ta là ta, các người đi làm được cái gì? Tránh ra, đạo gia, người không thể như vậy, nếu người xảy ra chuyện gì, ta cùng đám đoạn hổ, còn cả ba phái sẽ không thể nào có đất đặc chân ở chỗ dung bình quận vương. Nghiêu hữu đạo đột nhiên duỗi một tay búng lên chóp mũi nàng, thuận tay trượt lên eo nàng, một tay trực tiếp ghim nàng vào lồng ngực mình. Hành động đột ngột của hắn dọa hắc mẫu đơn suýt giật mình, Hắc mẫu đơn thấp hơn hắn ngẩng đầu lên, thấy rõ nụ cười như có như không dưới mũ của hắn không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười, lúc này thế mà còn có tâm trạng trêu đùa nàng. Nàng dứt khoát giang hai cánh tay ôm chặt hắn, đừng đi, ta bồi người ngủ, chuyện kia của ta khá tốt, đảm bảo người sẽ hài lòng. Như hữu đạo thấp giọng nói bên tai nàng, cô làm giỏi liên quan gì đến ta? Biết rõ núi có hổ vẫn đi lên núi hổ, cái dựa vào không chỉ lá gan, ta chỉ muốn nói với cô, tu sĩ từ Nguyên Anh Kỳ trở xuống, không ai có thể tùy tiện giết chết ta. Điều này tuyệt đối không phải nói ngoa, truyền pháp hộ thân phù đông quách hạo nhiên truyền cho hắn trên người hắn vẫn còn chín đạo. Tất nhiên hắc mẫu đơn không tin nhưng nghiêu hữu đạo không có thời gian nói nhảm với nàng, một tay hắn đẩy nàng ra tiện tay chát một tiếng vỗ mông nàng một cái. Trong lúc lơ đáng, phong phạm đạo ra trước kia lại xuất hiện. Hắc mẫu đơn tiện tay xoa mông một cái lại không cảm giác, vẫn muốn ngăn cản. Nghiêu hữu đạo vén mũ lên, mặt mày nghiêm túc, ánh mắt lạnh lẽo, một tay chỉ về phía nàng, không hiểu quy củ thì đi tìm hầu tử để hắn dạy dỗ cô cho tốt. Còn dám nói nhảm thì cút đi cho ta, đúng là nói trở mặt liền trở mặt, vừa rồi còn đùa giỡn, giờ trở mặt còn nhanh hơn lật sách, vẻ mặt ngoan lệ, vô cùng dọa người. Gương mặt hắc mẫu đơn ngưng trọng, đứng cứng ngắc tại chỗ. Nghiêu hữu đạo bước nhanh đi, mở cửa, ra ngoài, đóng cửa. Trên hành lang bên ngoài, phan trưởng quỹ đang đi qua đi lại ngẩng phát đầu lên, nhìn thấy nghiêu hữu đạo ra, lập tức xông tới, đạo ra, Đi thôi, Ngưu Hữu Đạo thuận tay kéo mũ sau lưng che lên đầu. Ừm, Phan trưởng quỹ nhìn sau lưng hắn, không khỏi nghi ngờ nói, chỉ một mình người. Ngưu Hữu Đạo thắc mắc nói, không phải ngươi nói hắn chỉ chịu gặp ta sao? Vậy chắc chắn là có chuyện gì bí mật trọng đại, đi nhiều người để làm gì? Phan trưởng quỹ sừng sốt một chút, lại liên tục gật đầu, vâng vâng vâng. Tranh thủ đưa tay mời, hai người nhanh chân bước đi rất mau chóng ra khỏi khách sạn Thiên Hồ, lúc đi đến một cây cầu hình vòm, Phan trưởng quỹ khẽ gật đầu với một lầu các đen nhánh cách đó không xa, dù sao Ngưu Hữu Đạo đã đội mũ che đầu lớn như vậy trên đầu, tầm mắt không thể nào nhìn thấy được. Nam tử cao gầy đứng ở cửa sổ nhìn thấy cảnh này, quay người, đốt đèn đuốc trong phòng, chụp chụp đèn lên trên. Trong phòng sáng sủa lên, bản thân gã lại mở cửa rời đi. Trong cửa hàng khí vân tông, lệnh hồ thu khoanh tay đi qua đi lại, chờ đợi. Một lúc lâu sau, một nam tử cả người mặc đồ trắng tinh vân đạm khinh phong bước tới, chính là phiền trưởng quỹ quản sự cửa hàng này. Lệnh hồ thu đang đi qua đi lại lập tức dừng bước, chắp tay cười nói từ xa phiền trưởng quỹ. Nhiều năm không gặp phong thái càng hơn trước kia, phiền trưởng quỹ dừng bước, đánh giá y từ trên xuống dưới, lãnh đạm hỏi, lệnh hồ huynh tìm ta có việc. Trong giọng nói không hề khách khí là mấy, với địa vị của khí vân tông trong giới tu hành, gã không cần thiết phải coi lệnh hồ thu ra gì. Đạo lý rất đơn giản, nếu thật sự gặp phải phiền phức ngay cả khí vân tông cũng không giải quyết được, tìm danh sĩ tấn quốc như lệnh hồ thu cũng vô ích. Mà khí vân tông thật sự muốn tìm lệnh hồ thu làm việc gì đó, e là lệnh hồ thu cũng khó từ chối. Lệnh hồ thu sướng sờ, không phải phiền trưởng quý tìm tại hạ sao. Lông mày phiền trưởng quý hơi nhướn lên, ta tìm ngươi. Ánh mắt lệnh hồ thu đông lại, sắc mặt biến đổi, lại hỏi, lý chân của quý cửa hàng có ở đây không? Chân mày phiền trưởng quý cao lại, lý chân nào? Trong cửa hàng chúng ta không có người này. Lệnh hồ thu, người đang giờ trò gì vậy? ta không rảnh chơi với ngươi. Lệnh hồ thu lập tức đổi khuôn mặt tươi cười, liên tục chắp tay nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi, xem ra ta hiểu lầm rồi, ta đã hiểu nhầm một người tên Lý chân là người của cửa hàng quý phái, thật đáng chết. Phiên trưởng quý, là ta bất kính, ngài cứ làm việc của ngài đi, không cần phải để ý đến ta, ta cáo từ trước. Dứt lời lập tức quay người liếc mắt ra hiệu với hồng tụ, hồng phất, nhanh chân bước ra ngoài. Sau khi hồng tụ, Hồng Phất Phúc thân hành lễ với phiền trưởng quỹ cũng nhanh chóng quay người rời đi. Phiền trưởng quỹ đứng chắp tay chậm rãi thả tay ra, ngón tay ngoắc một cái, lập tức một hỏa kế bước tới gần chờ phân phó. Sao ta có cảm giác có gì đó không bình thường, phái người đi nhìn chằm chằm tên này xem thử đang dở cho quỷ gì. Phiền trưởng quỹ mặt không thay đổi lạnh nhạt nói, rõ, hỏa kế kia cấp tốc rời đi, khách sạn thiên hồ, lệnh hồ thu dẫn thị nữ vội vàng trở về, đi thẳng đến cửa phòng như hữu đạo gõ cửa cốc cốc liên tục, hắc mẫu đơn mở cửa thấy là y vẻ mặt như bình thường khách khí một tiếng tiên sinh thấy nàng vẫn ở đây lệnh hồ thu thở phào một hơi liếc mắt vào phòng huynh đệ kia của ta nghỉ ngơi chưa ta tìm hắn có việc hắc mẫu đơn không khéo rồi ban nãy có người tìm đạo gia đạo gia ra ngoài rồi sắc mặt lệnh hồ thu biến đổi cực lớn ra ngoài rồi sao ngươi còn ở đây ngươi không đi cùng hắn sao hắc mẫu đơn đạo gia không cho ta đi theo lệnh hồ thu lập tức đẩy cửa đi vào cũng mặc kệ hắc mẫu đơn có đồng ý hay không, nhìn khắp nơi trong phòng, quả nhiên không thấy nghiêu hữu đạo. Hồng tụ, hồng phất theo vào hai mặt nhìn nhau, người nào tìm hắn, lệnh hồ thu bỗng nhiên quay đầu lại hỏi, hắc mẫu đơn nói ta không biết, nàng thật sự không tiện nói, lỡ như phan trưởng quỹ không có vấn đề gì, nói lung tung có thể sẽ lộ bí mật. Lệnh hồ thu trầm mặc một hồi, lại đổi sang tươi cười nói, vậy được rồi, người nghỉ ngơi sớm đi, sau khi huynh đệ kia của ta về bảo hắn sang tìm ta, ta có chút việc cần tìm hắn. Được, hắc mẫu đơn đáp, ba người quay người rời đi, hắc mẫu đơn tiến ra tận cửa tiên sinh đi thong thả. Nàng lại đứng ở cửa nhìn ba người trở về phòng riêng của mình. Sau khi đóng cửa về lại trong phòng, bề ngoài bình tĩnh của hắc mẫu đơn bị cuốn đi, thay vào đó là vẻ lo lắng, lo lắng đi qua đi lại. Lệnh hồ thu quay trở về phòng mình cũng đi qua đi lại, cuối cùng chậm rãi ngồi xuống ghế bột một tiếng đấm một đấm lên bàn, oán hận tiện nhân. Không cần đoán, chắc chắn là chuyện tốt tiện nhân kia là. Không có người ngoài, cuối cùng y không nhịn được phát tác rồi. Ở cửa hàng khí vân tông, y khó mà nói có người giả mạo người khí vân tông, kéo khí vân tông dính vào, chắc chắn sẽ chọc khí vân tông đi điều tra xem kẻ giả mạo người khí vân tông là ai, nếu làm không tốt còn sẽ kéo cả bên mình cùng nhức chứng. Trước mặt hắc mẫu đơn y không tiện nói hết ra, không tiện nói có người muốn gây bất lợi cho nghiêu hữu đạo, nếu không đối phương sẽ nghi ngờ vì sao y biết có người muốn gây bất lợi cho Ngưu Hữu Đạo. Thậm chí y không thể đi truy tìm tung tích Ngưu Hữu Đạo, nếu đuổi kịp, gặp kẻ gây bất lợi cho Ngưu Hữu Đạo thì phải đánh hay không đánh. Quả thực là khó lòng phòng bị, cả đường y luôn theo sát, không ngờ ở nơi khó xảy ra chuyện ngoài ý muốn nhất lại bị người ta chui lọt. Chương 379, khát máu 2. Y cũng hận mình chủ quan, nếu không phải mình cho rằng ở đây không thể xảy ra chuyện, Rõ ràng, đối phương đã lợi dụng tâm lý này của mình. Giờ điều khiến y buồn bực là, nhiều hữu đạo bị dụ ra ngoài đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà chuyện này tạm thời chỉ có thể kìm nén, không thể cứ kéo lấy hắc mẫu đơn để hỏi cho rõ ràng. Trước mắt cũng chỉ có thể chờ, chờ có kết quả cuối cùng mới đưa ra quyết định. Biết rõ chuyện gì xảy ra nhưng lại không dám lên tiếng, chỉ có thể nghẹn một bụng đầy lửa giận. Hồng tụ và hồng phất biết tiện nhân y nói hẳn là tô chiếu kia, lý do đơn giản, vì bên này bị dụ đi cho nên có vài việc trong lòng đã hiểu rõ. Tiện nhân làm hỏng việc của ta, các người lập tức báo tin lên trên, nhất định phải nói chuyện rõ ràng với ta. Lệnh Hồ Thu lại tức giận một tiếng, có thể nói hận đến nghiến răng. Hai nàng nhìn nhau im lặng, nói chuyện rõ ràng, đối phương hẳn không biết bối cảnh thân phận của ngươi, nói chuyện rõ ràng thế nào đây? Bảo người ta nói chuyện rõ ràng với ngươi, thân phận và bối cảnh của ngươi sẽ bại lộ, bên trên rất không có khả năng làm như vậy. Hai người biết y đang nói nhảm, việc này chỉ có thể báo cáo, còn nói chuyện rõ ràng thì không thể, người có thể dùng đến nhân thủ của hiểu nguyệt các, trong hiểu nguyệt các không thể không có chút chỗ dựa nếu không sẽ không có lá gan lớn như vậy. Tinh không minh mông, biển cát vô ngần, hai bóng người đi khỏi vô biên cát đi đến cồn cát lớn nhất. Nghiêu hữu đạo bị bao phủ trong áo choàng mũ đen vẫn nhìn xung quanh, hỏi là ở đây sao? Người đâu, hắn nói nhìn thấy đạo gia tự nhiên sẽ lộ diện, lúc này hẳn là trốn ở đâu đó quan sát. Phan trưởng quỹ nói, như hữu đạo đưa tay vén mũ ra để lộ dung nhan để người ta dễ dàng nhìn thấy. Nhưng biến cố lập tức xảy ra, mắt phan trưởng quỹ đứng bên sáng lên, sát cơ đột nhiên xuất hiện, đột ngột đánh ra một trường vào ngực như hữu đạo. Tốc độ đó cực nhanh, như hữu đạo căn bản không thể né tránh. Như hữu đạo dường như không kịp phản ứng cơ thể khẽ nhúc nhích nhưng không tránh mà dưới lớp áo choàng kiếm keng một tiếng, một đạo hàn quang vạch ra từ trong áo choàng với khí thế xét đánh không kịp bưng tai. Đây là đấu pháp lưỡng bại câu thương, chỉ ít phan trưởng quỹ cho là như vậy. Phan trưởng quỹ cũng không sợ hãi, đạo lý rất đơn giản, mình đánh đòn phủ đầu, chỉ cần mình đánh chúng một trường. Không nói có thể lập tức đánh chết Nghiêu Hữu Đạo thì cũng sẽ một trường đánh Nghiêu Hữu Đạo bay ra ngoài, ít nhất cũng có thể đánh cho Nghiêu Hữu Đạo trọng thương. Một kiếm kia của Nghiêu Hữu Đạo có xuất thủ cũng muộn, không thể đả thương được mình. Vào thời khắc một trường đánh vào ngực Nghiêu Hữu Đạo, Phan trưởng quỹ đang nhe răng cười trong mắt đột nhiên lộ ra tia kinh ngạc, cơ thể vội vàng né tránh. Rõ ràng một trường đã đánh lên người Nghiêu Hữu Đạo nhưng lại nghi ngờ là ảo giác của mình, gã cảm thấy trường lực của mình đánh lên người Nghiêu Hữu Đạo không hề tốn sức. Cảm giác giống như một dòng nước lũ rõ ràng có thể phá hủy một cây cột, ai ngờ cây cột đột nhiên biến thành một con cá. Dòng lũ sông về phía con cá kia, con cá kia cũng sông vào trong dòng lũ, trong dòng lũ mênh mông với con cá này mà nói cũng là nơi có thể vùng vẫy tự nhiên. Theo tin tức đáng tin, tu vi của mình hơn Nghiêu Hữu Đạo không chỉ một chút, tranh lệch trọn vẹn một cảnh giới nhưng cảm giác này rất quỷ dị, trong đầu lóe lên cảm giác, dù tu vi của gã có cao hơn nữa thì cũng suýt nữa bị dọa cho hồn bay phách tán, đạo kiếm quang kia từ thấp đến cao lao đến muốn chém gã ra làm đôi. Tu vi hai bên chênh lệch quá xa, càn khôn na di của Ngưu Hữu Đạo không cách nào di chuyển toàn bộ lực đạo của đối phương, cương phong cuồng bạo sau lưng thổi cho cắt bay điên cuồng khiến cả người chấn động lảo đảo lui lại mấy bước. Mặc dù vậy vẫn không thể khiến hắn mặt lộ vẻ ngoan lệ từ bỏ công kích của một kiếm kia. Phan trưởng quý kịp phản ứng lại vội vàng né tránh nhưng vẫn chậm một chút, tốc độ xuất kiếm của đối phương rất nhanh, rất sắc bén, kiếm quang lướt lên người gã mang theo hoa máu bay tán khắp nơi, một cánh tay với non nửa bả vai tách khỏi cơ thể gã cùng với những đóa hoa máu bay tán loạn dưới ánh trăng. Người mang theo hoa máu lật người trên không, tránh thoát một đòn chí mạng nhất, kiếm quan chặt đi bả vai y gần như đã sượt qua gò má gã, suýt chút nữa thì đã chém nửa đầu gã rồi. Như hữu đạo quét ra một kiếm liên tiếp lui về phía sau, lui vào trong bão cát điên cuồng phun trào sau lưng. Phan trưởng quỹ vai phun ra máu tươi rơi xuống đất lảo đảo, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệt, thân hình lung lay nhanh chóng đưa tay bịt lại vai. Miệng vết thương quá lớn, nửa bả vai gần như đã không còn, có điểm lên vài huyệt vị cũng khó cầm được máu, chỉ là giúp máu ngừng chảy ra điên cuồng thôi. Máu tuôn ra từ trong lồng ngực khó dừng lại hơn, gã phải liều mạng thi pháp áp chế, mới cầm được máu tươi đang không ngừng trào ra ngoài. Cát bụi nổ tung nhanh chóng rơi xuống, những hạt bụi nhỏ bay theo gió, lộ ra bóng người lui vào trong cắt bụi, những hạt cát rơi xuống như mưa phùn đánh lên người bóng người. Nghiêu hữu đạo một thân áo choàng đen nghiêng kiếm nơi tay, sắc mặt lạnh lẽo, áo choàng tung bay trong gió, khát máu. Ánh trăng khiến sa mạc càng thêm thần bí, cồn cát lên lên xuống xuống như sóng, chỗ lên như sóng gió, chỗ xuống như bóng ngầm, sóng gió khắp nơi, bóng ngầm khắp nơi, quỷ quyệt. Sau một đợt âm thanh cuồng bạo trôi qua, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng gió nghiêu hữu đạo nâng kiếm trong tay chỉ về phía đối phương dùng kiếm tra hỏi lúc đầu hắn còn tin rằng đối phương cùng lắm là bị người ta lợi dụng trong hoàn cảnh chưa hiểu rõ tình hình không ngờ đối phương lại ra tay với hắn không ngờ còn đánh lén hắn thế này không khác nào phản bội sư môn may mắn là mình luôn duy trì cảnh giác cao độ nếu không một trưởng ban nãy đã có thể lấy đi mạng của mình vừa rồi trong nháy mắt đó lúc xảy ra chuyện không hề có chút dấu hiệu gì rất mạo hiểm hai người đứng trên cồn cát một người đằng đằng sát khí một L người còng lưng ôm lấy chỗ bị thương trên vai. Phan trưởng quý cười ha ha, trên mặt mang ý tự diếu, từng nghe đại danh như hữu đạo ám sát yến sứ, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền, có bản lãnh này, khó trách, là ta đánh giá thấp ngươi. Có điều thân thủ này của ngươi hình như cũng không giống đến từ Thượng Thanh Tông. Nghiêu hữu đạo đột nhiên lắc kiếm bổ xuống, soạt, một đạo kiếm khi bỗng nhiên bắn ra chém thẳng vào đối phương. Phan trưởng quỹ lập tức đấm ra một quyền, keng một đạo quyền cương đánh kiếm khí bổ tới nổ tung nhưng máu tươi đến từ trong lồng ngực lại phun ra một ngụm lập tức bị gã thi pháp ngăn chặn kiếm trong tay nghiêu hữu đạo chỉ chỉ vai gã có phải đến từ thượng thanh tông không không quan trọng vấn đề là thương thế của ngươi rất nghiêm trọng đã không phải là đối thủ của ta tiếp tục đánh nữa không cần ta động thủ sa hạt trong sa mạc này cũng có thể tới lấy mạng ngươi nói đi ai sai ngươi tới nói ra ta tha cho ngươi một mạng phan trưởng quỹ ha ha nói tha ta một mạng ta không thể tái chiến được nhưng nếu ta muốn rời đi, tốc độ của ngươi cũng chẳng ngăn được ta. Huống hồ, cũng không cần đến ta động thủ, đang nói gã nghiêng đầu nhìn về một phía, như hữu đạo thuận thế liếc mắt, chỉ thấy năm bóng người đang bay đến đáp xuống cồn cắt các cách đó không xa. năm người nhìn chằm chằm về phía này, người cầm đầu là hán tử cao gầy trốn ở lầu các gần khách sạn thiên hồ trước đó. Cảnh rằng con này khiến năm người hơi kinh ngạc, rõ ràng phan trưởng quỹ đã chịu thiệt, nên biết vị phan trưởng quỹ này là tu sĩ Kim Đan, sao lại thua trong tay Nghiêu Hữu Đạo được. Nghiêu Hữu Đạo, giờ ngươi thử nói xem, là ai tha ai một mạng. Phan trưởng quỹ cười hỏi, Nghiêu Hữu Đạo hỏi lại, thành tàn phế cười đã chưa? Phan trưởng quỹ lập tức không cười được nữa, trong mắt lóe lên tia khổ sở khó tả, trên mặt lộ vẻ dữ tợn, dù sao vẫn còn hơn người chết như ngươi. Trường 380, truy sát dưới mặt đất, ta cam đoan, ngươi chạy không được đâu. Nghiêu hữu đạo vẻ mặt bình tĩnh cho trả lời chắc chắn, chợt ngửa mặt lên trời thi pháp, phát ra một tiếng gần như tiếng sói chu, hú. Cùng với tiếng hú, phan trưởng quỹ biến sắc, kết hợp với lời đối phương gã liền ý thức được có gì không bình thường. Năm người đang kinh ngạc kia cũng ý thức được có gì không bình thường lập tức lách mình lao về phía này. Nghiêu hữu đạo trên cồn cắt cũng lật tay huy kiếm quét ngang ra một đạo kiếm khí ngăn cản, chợt nhún người nhảy lên bay lượt, chạy sâu vào trong sa mạc. Tiếng keng keng liên tục vang lên, năm người phá vỡ kiếm khí bổ tới đang đồng thời bay lên cồn cắt cao cao phía sau liên tục truyền đến những tiếng thét dài giống như đang đáp lại tiếng thét dài của ngưu hữu đạo mấy người quay đầu lại nhìn thì thấy một vài bóng người bay lượn đến nhìn tốc độ phi hành tu vi đều không thấp sắc mặt mấy người thay đổi tình huống này có chút không bình thường theo báo cáo trên đường ngưu hữu đạo chỉ có vài người sao đột nhiên lại mọc ra mấy cao thủ này chẳng những có người đến mà xa hạt bốn phía cũng bắt đầu ào ào kéo đến hình như người thấy mùi máu tươi nên đang tập trung về phía này. Lưu người hộ tống hắn, những người còn lại theo ta đuổi theo Ngưu Hữu Đạo. Hắn tử cao gầy hét lên, vung tay, mang theo ba người bay lượn đi, tiếp tục đuổi giết Ngưu Hữu Đạo. Tiểu tử kia khá tà môn, cẩn thận một chút. Phan trưởng quý hét lên, còn chưa dứt lời đã bị người hộ tống kéo tay bay lượn sang một bên. 15 tu sĩ kim đan của ba phái đuổi theo đột nhiên chia ra năm người chạy theo phía hai người bỏ trốn. Hai người bỏ trốn quay đầu nhìn một cái, lập tức âm thầm kêu khổ. Hán tử cao gầy truy sát Ngưu Hữu Đạo quay đầu sang nhìn cảm thấy tình hình không ổn. Người tới mặc kệ sống chết của Ngưu Hữu Đạo còn phân tán lực lượng truy đuổi người sao? Tình huống trước mắt rất nằm ngoài dự tính của bọn họ. Bây giờ bọn họ muốn quay trở lại cũng không ổn. Một khi để những người kia cuốn lấy, chắc chắn Ngưu Hữu Đạo sẽ chạy mất. Đến lúc đó đêm hôm khuya khoát muốn tìm Ngưu Hữu Đạo trong sa mạc mênh mông không khác gì mò kim đáy biển. Bọn họ nhận nhiệm vụ xử lý Ngưu Hữu Đạo bốn người chỉ có thể mau chóng đuổi theo Ngưu Hữu Đạo đang trốn về phía xa. Mười cao thủ ba phái phía sau vội vàng đuổi theo sau lưng họ. Cả đám người này đuổi người kia, ngoài Ngưu Hữu Đạo chạy trốn phía trước tiên thì toàn bộ đều là cao thủ cảnh giới Kim Đan. Bởi vậy có thể thấy để giết một Ngưu Hữu Đạo trúc cực kỳ, người giữ mưu đỏ bỏ vốn lớn cỡ nào, đây rõ ràng không giết chết Ngưu Hữu Đạo không được. Đồng thời cũng có thể thấy, để giữ mạng Ngưu Hữu Đạo cũng dùng tài nguyên cực lớn, điều động hơn 10 tu sĩ Kim Đan của ba phái bảo hộ tranh lệch tu vi hai bên quá lớn, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp. Lúc Nghiêu Hữu Đạo đáp xuống đất đột nhiên đánh một trường xuống mặt đất, ầm, những hạt cát nổ tung, hắn từ trên trời giáng xuống, chui vào trong bụi cát nổ tung. Những hạt cát đồng thời ào ào rơi xuống, hắn từ cao gầy dẫn đầu cách mấy người phía sau một khoảng kiếm lớn lăng không rút kiếm, lăng không bổ ra một đạo kiếm khí sắc bén vào giữa nơi Nghiêu Hữu Đạo biến mất. Trong mưa cát bay tán loạn đồng thời rơi xuống, người trong đất cát huy kiếm về phía mặt đất bổ một mạch những kiếm khí sắc bén ra bốn phương tám hướng sau khi những hạt cát rào rào rơi xuống gã rút kiếm nhìn bốn phía nhưng làm gì còn có thể thấy bóng dáng nghiêu hữu đạo nữa gã nhanh chóng một tay cất kiếm sau lưng quỳ một chân trên mặt đất một trường ấn lên mặt đất thi pháp cảm ứng lông mày nhớn lên một cái một trường xoay vòng trên mặt đất gầm thét một tiếng mở pháp lực bành trướng khuấy động nhanh chóng khuấy ra một cái hố trên mặt cát sau đó trực tiếp rút kiếm xông vào cửa hang cũng sụp đổ theo. Sau đó ba người từ trên trời giáng xuống dường như hơi cạn lời. Tuy mọi người cùng là tu sĩ kim đan nhưng tranh lệch giữa tu sĩ kim đan và tu sĩ kim đan cũng rất lớn, mỗi người đều có công pháp tu luyện riêng, phương thức phát huy tác dụng và khống chế pháp lực cũng khác biệt. Bọn hắn không có bản lĩnh chui xuống dưới sa mạc chạy loạn khắp nơi. Lần trì hoãn này, 10 người phía sau đã đuổi đến, cao thủ ba phái vây quanh ba người, điên cuồng tấn công. Ba người dĩ nhiên dùng hết sức phản kháng, cuộc chém giết trong nháy mắt tiến vào gai cấn. Xung quanh hán tử cao gầy đã thâm nhập xuống lòng đất, cương khí kịch liệt đang xoay trong mãnh liệt làm quanh thân gã từ đầu đến cuối luôn duy trì một không gian nhất định, cương khí xoay tròn quanh người lại như một mũi khoan mở đường. Hán tử cao gầy rút kiếm nơi tay trực tiếp chạy dưới lòng đất, đuổi thẳng tới nơi mục tiêu ẩn nấp. Lúc này bản thân Nưu Hữu Đạo đang hãm mình trong cát, hắn không giống hán tử cao gầy có thể mở ra không gian sâu trong cát mấy chục mét nhưng hắn lại không sợ lực ép cường đài dưới lòng đất, hắn có thể tìm được điểm cân bằng áp lực vi diệu kia. Hắn nhắm mắt ngưng thần hòa làm một thể với những hạt cát quanh thân, im lặng. Nghiêu hữu đạo phát giác được có gì đó nhanh chóng tới gần, động tĩnh mở đường ù ù của quân địch quá rõ ràng, muốn không phát hiện cũng khó. Lông mày nghiêu hữu đạo khẽ giật, âm thầm kinh hãi, là ai tới vậy? Lại dùng cao thủ như vậy suy sát mình sao? Lần này đến phiên hắn âm thầm kêu khổ, đã biết rõ sẽ gặp nguy hiểm, còn dám đơn độc tới sa mạc này gặp mặt cũng là vì có bản lĩnh này làm chỗ dựa, không ngờ lại đụng phải cao thủ thật sự. Đây chắc chắn không phải là cao thủ kim đan, tuyệt đối là cao thủ thực sự trong cảnh giới kim đan. Trong lòng hắn thăm hỏi 18 đời tổ tông thiệu bình ba, sao còn dám lưu lại, càn khôn na di vận chuyển, người như cá bơi trong cát, nhanh chóng chạy trốn, trốn sâu vào trong lòng đất. Hắn muốn xem thử năng lực kháng lực ép của đối phương có thể hơn được mình không, một khi đối phương không chịu nổi, mình sẽ có cơ hội thoát thân một kẻ bơi trong cát một kẻ dùng pháp lực cường đại mở đường truy sát sau khi lao đi vài chục mét nghiêu hữu đạo suýt chút nữa chửi mẹ nó xuống thêm nữa hết đường rồi là đá rồi đá sao mà hắn bơi vào được càn khôn na di của hắn có thể đùa giỡn trong nước và đất cát một chút đụng phải loại mặt đất bình thường thì không dùng được chứ đừng nói đến đá cứng lại chạy ngang thêm mấy chục mét phát hiện phía dưới vẫn là đá cứng không còn cách nào khác dưới mặt đất không chui được nữa thì chỉ có thể trốn ngang nhưng tốc độ đuổi theo của đối phương quá nhanh, hai bên càng lúc càng gần nhau. Mắt thấy sắp tới gần, hắn tử cao gầy đang đuổi giết đột nhiên huy kiếm chém điên cuồng. Trong đất cát động tính to lớn cuồng bạo đánh tới, Như Hữu đạo nhanh chóng vung tay đẩy ra một trường, một hồng quang dâng lên trong lòng bàn tay. Hắn bây giờ đã không còn là tiểu tử không biết khống chế pháp lực như trước kia, đối với hắn hiện nay mà nói, hắn đã có thể trực tiếp thi pháp khống chế chuyển pháp hộ thân phù trong cơ thể hộ thể. Ầm um, trường lực cuồng bạo và kiếm khí sắc bén đụng vào nhau lập tức nổ tung kịch liệt. Giác, ngay sau đó một âm thanh dị thường truyền đến, như hữu đạo có thể cảm giác được những hạt cát đang nhanh chóng chảy xuống, hắn không khỏi vui mừng. Tảng đá trên mặt đất dường như đã bị chấn tung, phía dưới dường như còn có không gian. Như hữu đạo nhanh chóng chui xuống theo cát chảy, dòng cát hơi chảy xuống rồi dường như lại dừng lại, như hữu đạo xông ra từ trong cát phát hiện bên cạnh trống rỗng, mặc dù đã chạy ra khỏi cát nhưng xung quanh vẫn một màu đen kịt, dường như trống rỗng. Thi pháp tìm kiếm xung quanh, hắn phát hiện hình như là một thông đạo dưới lòng đất. Một vệt sáng lóe lên, hắn triệu Nguyệt Điệp ra xem, đúng là một thông đạo dưới lòng đất bằng đá kiên cố. Còn có gì để nói nữa, để ý nó là chỗ nào làm gì, chỉ cần có đường trốn thoát là được, hắn lập tức bay lượn trong thông đạo, Nguyệt Điệp bay theo chiếu sáng. mươi 381, cuồng bạo, còn hắn tử cao gầy trong cát đã kinh hãi đến cừng đờ, uy lực vụ nổ của trận va chạm kịch liệt ban nãy đã nổ tan cương khí lượn vòng quanh người gã gã lập tức bị cắt quanh người chôn vùi áp lực cực lớn đột nhiên đè lên người suýt chút nữa đè nát lục phủ ngũ tạng của gã gã liều mạng thi pháp để chống đỡ biến dị đột nhiên nhất thời suýt chút nữa khiến gã thất thủ tại đây may là gã phản ứng nhanh kịp thời thi pháp chống đỡ nếu không thật sự có thể bị ép thành thịt muối rồi điều khiến gã kinh ngạc là cú va chạm có uy lực lớn vừa rồi là chuyện gì chẳng lẽ tiểu tử kia xa xỉ sử dụng bạo kích phù sao có thể đánh tổn thương phan trưởng quỹ đã khiến gã ngạc nhiên còn có thể chạy tới chạy lui dưới mặt đất có sức ép phía này đã đủ gặp quỷ rồi giờ lại là một đòn bạo kích như vậy suýt chút nữa đã giết chết được gã pháp lực quanh thân một lần nữa ấp ủ xoay tròn nhanh chóng mở ra một không gian thêm lần nữa lúc này gã mới thở phào nhẹ nhóm cũng may may là nghiêu hữu đạo kia không biết tình hình của gã ban nãy nếu nhân tình hình của gã ban nãy để ra tay gã chắc chắn phải chết trên tay đối phương rồi. Tuy mình không phải cao thủ đỉnh cấp trên đan bảng nhưng giàu gì cũng là cao thủ thuộc hàng đầu trên đan bảng, nếu chết trong tay một tu sĩ trúc cơ thì đúng là thành trò cười. Dù không chết trong tay đối phương nhưng để một tu sĩ trúc cơ chạy trốn dưới mắt, đó cũng đủ trở thành trò cười rồi. Tạm thời loại bỏ tạp niệm, gã tiếp tục thi pháp đuổi về phía trước. Lúc truy kích thực ra gã cũng đã dẫm lên mặt đất bằng đá, nhưng vừa chạy được mấy bước gã liền phát hiện không đúng, gã thấy mặt đất bằng đá dưới chân nứt ra một lỗ hổng lớn hơi do dự một chút gã cũng chui vào rất nhanh lại đụng phải mặt đất bằng đá có điều áp lực cực lớn quanh người đã giảm đi không ít lại xông về một phía lại đụng phải tường đá gặp quỷ rồi lại đổi phương hướng quanh người trống rỗng gã phát hiện mình đã tiến vào một vùng không gian tối tăm từ trong cát bốn phía tối như mực sau khi cương khí xoay tròn quanh người dừng lại có thể cảm giác được dòng cát phía sau chảy xuôi xuống trôn mất hai chân mình gã thi pháp thăm dò bốn phía cũng thảo nguyệt điệp ra mới phát hiện đã tiến vào một thông đạo dưới lòng đất không biết mình đã đi vào nơi nào gã nhìn đống cát sau lưng lại nhìn nhìn thông đạo tối đen như mực nhìn lớp bụi trên mặt đất có dấu chân gã lập tức lách mình đuổi đi trên bề mặt sa mạc dưới vây công của 10 người trong ba người đã có một người ngã xuống nguyệt luân của lưu tiên tông dưới ánh trang xoẹt xoẹt lượn vòng dưới ánh chân phát huy ra được uy lực mạnh mẽ nhất không ngừng khúc xả ánh trang chiếu vào mắt đối thủ Ba tu sĩ Phù Vân Tông đối mặt trực diện hai người, bốn đệ tử Linh Tú Sơn dùng sợi roi dài kim loại trợ công bên ngoài. Ba tu sĩ Lưu Tiên Tông dùng Nguyệt Luân ở ngoài lấy ánh trăng gây rối địch, đánh cho hai tên sát thủ chỉ có thể dùng hết sức chống đỡ. Xung quanh mấy con sa hạt lục tục ngo ngoe chạy tới, không ngừng bị chém giết. Ở một trận đấu khác thì lại có tình hình khác, một lượng lớn sa hạt ngửi thấy mùi máu. Phan trưởng quỹ đã bị một đệ tử Lưu Tiên Tông một châm dẫm trên mặt đất, sau đó giận dữ mắng mỏ phản đồ nếu không phải nghiêu hữu đạo nói phải bắt sống y hận không thể thiên đao vạn quả với gã mặt mũi lưu tiên tông đều mất hết rồi một sát thủ khác đang kêu rên trong không trung bị hai đệ tử phù vân tông vây công chặt đứt một cánh tay sau lưng bị chém một kiếm một sợi roi dài kim loại cuốn lấy chân gã kéo gã xuống một người xông lên nhanh chóng ra tay áp chế gã sa hạt bên cạnh liều mạng lao sang không phải bị chém chết ngay tại chỗ bị cũng bị đánh bay năm người bắt sống hai người nhanh chóng bàn luận việc tiếp viện cuối cùng quyết định hai người đưa hai sát thủ về vô biên các, ba người khác gấp rút tiếp viện bên Nhiêu Hữu Đạo. Không còn cách nào khác, Nhiêu Hữu Đạo đã ba lần bảy lượt dặn dò, bắt bọn họ cả đường chịu tội, màn trời chiếu đất bí mật đi theo còn bản thân Nhiêu Hữu Đạo hắn không tiếc xả thân làm mồi vì một mục đích quan trọng đó là muốn yếu thế dụ địch, bắt sống chúng. Ý của Nhiêu Hữu Đạo rất đơn giản, chỉ cần một hắn động thủ thì chắc chắn phải bắt sống được một tên. Lần này bắt được hai tên coi như có thể giao nộp rồi hai người nhấc hai sát thủ vút không lao đi, ba người khác nhanh chóng đằng không lao lên, vượt qua đám sa hạt đang dựng thẳng gai độc, bay lượn về phía Ngưu Hữu Đạo bỏ trốn. Dưới mặt đất, hắn tử cao gầy đứng trước một ngã ba đường, không biết nên đi theo hướng nào, nguyệt điệp trên đầu chiếu xuống ba lối thông đạo không hề thấy có dấu chân. Hắn tử cao gầy thầm mắng giảo hoạt, Ngưu Hữu Đạo kia chắc phát hiện trên mặt đất sẽ dấu chân nên đã chân không chạm đất, mượn vách tường hoặc nóc nhà để bay đi. Chính lúc gã đang mày mò quan sát bóng lỗ tai nhúc nhích, Gã lờ mờ nghe thấy tiếng đánh nhau truyền đến. Cẩn thận phân biệt nơi truyền đến động tĩnh, nó truyền đến từ trong thông đạo phía trước. Gã vô cùng mừng rỡ nhanh chóng tiến lên, có điều gã lại hơi nghi hoặc, cho dù Ngưu Hữu Đạo ở trước thì cũng không nên phát ra động tĩnh đánh nhau mới đúng, như vậy chẳng phải để lộ hành tung rồi sao? Chẳng lẽ phía trước có cạm bẫy đang chờ mình? Lúc nhiệm vụ được giao đã có người ba lần bảy lượt dặn dò, Ngưu Hữu Đạo này cực kỳ xảo trá, phải vô cùng cẩn thận. Nghĩ đến đây gã không khỏi giữ vững cảnh giác cao độ, chậm rãi tiến lên, cẩn thận tiếp cận. Gã không biết, với nhiều hữu đạo mà nói, đột nhiên đi vào nơi quỷ quái xa lạ này, ngay cả tình hình còn không biết, dưới tình thế cấp bách có thể làm ra cảm bẫy cứt chó gì. Hắn đi thẳng vào một con đường trong ba ngã đường là vì hắn có kinh nghiệm, không thể nhìn xem kiếp trước hắn làm nghề gì, với những kiến trúc dưới lòng đất hắn có ánh mắt rất độc đáo. Trên đường xem xét, hắn liền hiểu, đây có lẽ là kiến trúc trên mặt đất đã từng bị cắt trôn, nếu không nhầm có khi liên quan đến cổ thành trong truyền thuyết kia gặp phải chuyện này tốt nhất là đi đường chính con đường chính giữa có lẽ có thể thông đến bốn phương tám hướng đi đường bên cạnh tính khả năng lựa chọn chắc chắn không bằng đường chính rất có khả năng sẽ đi vào tử lộ trong lúc chạy trốn sao có thể đi vào con đường có thể bị chặt đầu chứ kế hoạch như thế nào cũng không bằng thay đổi hôm nay vận may không tốt liên tiếp gặp phải chuyện ngoài ý muốn hắn vốn cho rằng chỉ cần dựa vào bản lĩnh có thể chạy trong cát một mình đi đến đây gặp chỗ nào cũng có thể lượn một vòng được, ai ngờ lại đụng phải một cao thủ chân chính, vì thế mới có chuyện chui xuống đất nhưng lại phải chật vật chạy trốn. Hắn cho rằng mình đã chọn được một con đường thích hợp, nhưng không ngờ lại gặp phải phiền phức. Bây giờ hắn đang ở trong một cung điện cực lớn dưới lòng đất, bị sa hạt đi thành từng đàn chặn mất đường đi. Sa hạt lít nha lít nhít, tầng tầng lớp lớp, lắc lư cái càng của mình, vỉnh cái đuôi chứa đầy nọc độc, khiến người ta nhìn thấy mà tê cả ra đầu, dọa con nguyệt điệp không dám bay thấp xuống, cứ vỗ cánh mãi trên đỉnh cung điện. Xung quanh đều là những pho tượng Phật to nhỏ đứng hoặc ngồi, diện mục của pho tượng hoặc trang nghiêm, hoặc từ bi hoặc dữ tợn. Nhìn Phật điện quy mô như vậy, Nghiêu Hiếu đạo đoán chừng đây là một di tích Phật giáo thời kỳ hưng thịnh vũ triều trong truyền thuyết. Nhưng di tích Phật môn này lại trở thành hang ổ của sa hạt. Nhìn những con sa hạt to bằng con thỏ chạy loạn đầy đất, hắn biết rằng hắn trong lúc vô tình đã xông vào hang ổ của sa hạt. Hang ổ bị người ta xâm nhập, sa hạt lập tức náo loạn, bắt đầu chạy chồng lên nhau, phủ kín một con đường phía sau Phật Điện, dơ cao mấy cái cảng uy hiếp, dường như muốn ngăn cản kẻ địch tiến vào trong. chương 382, Cuồng Bạo 2, đồng thời, rất nhiều sa hạt từ các con đường khác xông ra, hợp nhau tấn công. Như hiểu đạo vốn định lui về đường cũ, nhưng nghĩ đến khả năng sát thủ đang từ phía sau đuổi đến, bây giờ lui lại chẳng khác nào muốn chết trong nháy mắt, hắn lượn vòng một cái, kiếm quang vung liên tục kiếm khí tung hoành, đánh cho đám sa hạt đang tấn công bay tán loạn hắn nhanh chóng vọt sang một bên nện một cái vào vách tường vách tường nổ tung hắn lập tức phát hiện đằng sau vách tường là một tầng đất cứng rắn như vậy hắn không cách nào trốn vào trong cát mà thoát đi hắn xoay người đánh bay một đám xa hạt đang vây công từ trong đống chi chít đó chạy thoát ra ngoài bay thẳng lên nóc nhà đặt chân lên xà nhà bằng đá trên cao oanh hắn lại đập xuống một quyền vào nóc nhà mấy hòn đá trên nóc nhà nặng nề rơi xuống cũng không biết nó làm bằng chất liệu gì xây chéo nhau để gia tăng độ chắc, dày vô cùng. Đại gia ngươi, như hữu đạo mắng thầm một câu, đám sa hạt bên dưới nhảy không được cao như vậy, nhưng chúng lại leo lên mấy vách tường xung quanh và trụ đá, muốn bao vây toàn bộ phần phía trên. Tình thế không cho phép hắn chậm trễ nữa, như hữu đạo nhanh chóng quan sát địa hình xung quanh, sau đó từ xa nhà vọt đến phía trên hành lang đường cũ, dụ nguyệt điệp tới, vội vàng thu lấy nguyệt điệp. Bên trong đại điện chìm vào bóng tối, rất nhiều sa hạt chen trúc chạy đến, chặn cửa vào bên này đồng thời tiếp tục leo lên nghiêu hữu đạo núp trên xà nhà ở góc tường khi hắn phát hiện một đám sa hạt đang bỏ tới đang định thi pháp dùng cương khí hộ thể đập chúng một phát đúng lúc này oanh một tiếng một đạo kiếm khí mạnh mẽ từ lối vào đánh tới chém bay đám sa hạt ngay cửa ra vào lối vào cũng xuất hiện ánh sáng do nguyệt điệp vỗ cánh một bóng người cao gầy vọt vào rất nhiều sa hạt nhanh chóng tấn công gã ta nguyệt điệp cũng đậu xuống bờ vai của gã thân hình người này khẽ động kiếm khí hỗn loạn đám sa hạt vây công bị đánh gãy tay gãy chân nhưng cũng vì vậy mà càng thu hút đám sa hạt đến tấn công